vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 19. Tống Nhan nói, con đường của ả dược phẩm cửu thành vào thời đầm mấu chốt có thể sẽ phát huy tác dụng. Hạ Ngôn Hoan, Tống Nhan, Hạ Bắc, thậm chí cả Tống Thiên Dương cùng ngồi xuống, thảo luận tương quan vấn đề dược phẩm Bắc Trần. Ngược lại, Sở Trần có vẻ lạc lõng. Sau khi suy nghĩ, Sở Trần vẫn là bước ra khỏi đại sảnh, không có đi tới Mai Hoa Thung, cho dù biết Hoàng Phủ Hòa Ngọc đã đến rồi, Sở Trần cũng chắc chắn rằng Hoàng Phủ Hòa Ngọc không thể đáp ứng yêu cầu của hắn một cách nhanh chóng được. Bước ra khỏi Tống gia đi dọc theo một con đường, càng bình tĩnh, trong tiềm thức mũ hắn nhớ lại một ít chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này. Bắt đầu từ lúc hắn xé bỏ thỏa thuận ly hôn, Sở Trần đã quyết định, hắn phải bảo vệ cô gái đã đối xử tốt với mình suốt 5 năm, đồng thời, chiếm được trái tim của cô ấy. Đã 5 năm, khóe miệng Sở Trần giật nhẹ, chắc là 9 vị sư phụ tưởng ta sao khi xuống núi đã về nhà, còn người trong nhà hẳn vẫn tưởng ta còn ở trên núi. Sở chờ không thể không cảm thán, những người này, tâm thật lớn. Một chiếc xe chạy ngang qua Sở Trần, đột nhiên, chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Sở Trần ngẩng đầu nhìn, chiếc cửa TQJW xe đỡ đậu ở ven đường, cửa xe mở ra, một bóng người không ngờ tới lại xuất hiện trước mặt Sở Trần. Tiêu Lãng, Sở Trần nhìn chằm chằm thân ảnh phía đối diện, mặc dù người kia đội mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, nhưng trong nháy mắt Sở Trần đã nhận ra. Một cô gái sống vì người em trai đã mất của mình. Sở Trần phải thừa nhận, khi nghe câu chuyện xảy ra với Tiêu Lãng trong lòng thực sự có chút rung động một chút. Tiêu Lãng có chút kinh ngạc không ngờ Sở Trần trong nháy mắt đã nhận ra cô. Sở Trần, thật là trùng hợp, không ngờ lần thứ hai chúng ta gặp nhau lại ở lề đường. Tiêu Lãng tò mò nhìn Sở Trần, hiển nhiên có chút nghĩ mãi không rõ, cái con rể Tống gia danh chấn song thành, tại sao giữa ban ngày ban mặt lại đi tản bộ lề đường. Sở Trần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu như tôi nói, ta nhàn rỗi buồn chán, liền đi ra ngoài dạo một vòng, liệu cô có tin không? Tiêu Lãng sửng sốt gật đầu, tôi tin. Sở Trần tò mò, Tiêu tiểu thư đi đâu vậy? Tiêu Lãng cũng được coi là người của công chúng, giữa thanh thiên bạch nhạt Ronald mình lại xuất hiện trên đường phố Thiên Thành, Sở Trần tự nhiên đúng thấy kỳ quái. Tôi đi gặp một người bạn. Tiêu Lãng nhìn Sở Trần, nếu như anh đang nhàn rỗi buồn chán, không bằng chúng ta cùng đi, thế nào? Bạn của tôi là một mỹ nữ nha. Sở Trần trợn to mắt một chút, lại còn dùng mỹ nhân kế. Là một đệ tử cường đại của kỳ môn, Sở Trần chưa từng đem mỹ nhân kế vào mắt. Không phải sao, cho nên dù biết đối phương dùng thủ đoạn mỹ nhân kế, Sở Trần vần hào phóng lên xe. Sao cô lại một mình đến gặp bạn bè? Không sợ bị người hâm mộ nhận ra sao? Sở Trần tò mò hỏi. Tiêu Lãng vừa lái xe vừa nói, tôi không có nhiều bạn bè. Sở Trần, đây tính là trả lời sao? Sở Trần rất nhanh liền biết tại sao xe của Tiêu Lãng lại đi qua con đường này, từ Tống gia đi qua, tới cuối con đường rẽ phải, liền nhìn thấy một ngôi nhà, sau khi Tiêu Lãng dừng xe, liền đi tới cửa trước, lấy ra chìa khóa. Đây thật sự là nhà bạn của cô sao? Sở Trần sửng sốt, bạn bè gì thế này, ngay cả chìa khóa nhà cô ta cũng có. Căn biệt thự song lập 3 tầng. Vừa mở cửa lớn ra đã thấy đại sảnh sáng sủa, rộng rãi, điều khiến Sở Trần kinh ngạc đó là căn nhà nhìn từ bên ngoài khá châu Âu, nhưng cách bài TIL bên trong lại rất đậm chất Trung Hoa, từ bàn ghế đến giấy dán tường, có mấy phần cổ điển. Bạn tôi bình thường đều ở nhà một mình, cô ấy sẽ xuống ngay. Tiêu Lãng cầm chổi trong góc bắt đầu dọn dẹp. Ngược lại, Sở Trần có chút không biết làm gì, liền đi vòng quanh đại sảnh, Tiêu tiểu thư, bạn của cô rất có tiền nha. Hơn mấy trăm vạn đều treo trên tường. Sở Trần có thể nhìn ra, trong đại sảnh treo mấy bức họa, đều là những tác phẩm bút tích thực, có giá trị không nhỏ. Anh ngược lại rất có nhãn lực. Một giọng nói truyền đến từ lối vào cầu thang, Sở Trần theo tiếng nói NSLN sang, một cô gái trẻ đang bước xuống, bước chân đầy đặn, trên người mặc một bộ hán phục hiếm thấy, trông giống như một nữ tử giang nam cổ điển từ trong tranh đi ra. Tuy nhiên, điều khiến Sở Trần thấy kỳ quái đó là khuôn mặt của cô gái được che bằng tấm lụa mỏng, nhìn không rõ khuôn mặt. Ở nhà một mình, một cô gái mặc hán phục bịt mặt. Có rất nhiều dấu hỏi trong đầu của Sở Trần. Tiêu Lãng đã bước tới, nắm tay cô gái, Tiểu Cần, tôi giới thiệu với cậu một người bạn. Hẳn là bạn trai của cậu đi, cô gái nói, Tiêu Lãng sửng sốt một chút, vội vàng nói, đương nhiên không phải, anh ta tên là Sở Trần, con rể Tống gia. Bây giờ đến lượt cô gái khó hiểu, mỗi lần Tiêu Lãng đến, cô ấy chỉ có một mình, nhưng lần này lại khác,
Đây là lần đầu tiên Tiêu Lãng mang theo một người đàn ông tới đây, phản ứng đầu tiên của cô, đây chính là bạn trai của Tiêu Lãng. Tôi gặp Sở Trần trên đường tới đây, nên tôi dẫn anh ta theo. Tiêu Lãng cầm tay cô gái, bước đến sofa ngồi xuống, trầm giọng nói, Tiểu Cẩm, Sở Trần là người thiền thành, anh ấy có năng lực không nhỏ, tôi sẽ tiếp tục tour diễn lưu động trong vài ngày tới. Khi tôi đi vắng, nếu cậu cần giúp đỡ bất cứ điều gì, cậu có thể tìm Sở Trần, tôi chắc chắn anh ấy sẽ giúp. Quen biết tại nhà hát kịch Hải Tâm Sa, tại đó Sở Trần đã bày ra năng lực, khiến Tiêu Lãng có sự tin tưởng không thể giải thích được với Sở Trần. Cô gái giật mình, cô đã hiểu tại sao Tiêu Lãng lại đưa Sở Trần tới đây. Lúc này, Sở Trần ngồi xuống phía đối diện. Sở Trần, cô ấy là bạn tốt của tôi, Dương Tiểu Cấn. Tiêu Lãng vẻ mặt thành khẩn nói, cô ấy bình thường sẽ ở nhà một mình, nếu có chuyện gì cần làm phiền anh, tôi mong anh có thể giúp cô ấy. Dấu chấm hỏi trong đầu Sở Trần hiện lên như bong bóng bốc lên. Có điều, Sở Trần rất nhanh phát hiện ra một vấn đề khác, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Dương Tiểu Cẩn một lúc, sau đó quay lại nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhẹ gật đầu, trong lòng Sở Trần không khỏi run nhẹ, mắt của Dương Tiểu Cẩn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sở tiên sinh chê cười, Tiêu tỷ vẫn luôn như vậy, lo lắng tôi sống không tốt, có điều, tôi đã quen thuộc rồi. Dương Tiểu Cẩn cười nói, mặc dù tôi không nhìn thấy gì, nhưng tất cả mọi vật trong tòa nhà này ở đâu, tôi đều nhớ trong lòng. Lần đầu tiên gặp nhau, Sở Trờ cũng không muốn hỏi thêm câu nào, hắn ngồi trước mặt hai cô gái, nhàn hàn huyên một hồi, ba ngọ y trao đổi số điện thoại với nhau, Tiêu Lãng chủ động đem vệ sinh quét dọn hết đại sảnh tầng 1, sau đó cùng Dương Tiểu Cần lên tầng 2, Sở Trần không tiện đi theo, dứt khoát ở lại tầng 1 thưởng thức tranh chữa trên vách tường, tầng 2 rất nhanh truyền đến thanh âm Dương Cầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không lâu sau, hai cô gái đi xuống. Sở Trần, chúng ta đi thôi. Tiêu Lãng lên tiếng trước. Sau khi lên xe, Sở Trần liếc nhìn căn nhà qua gương chiếu hậu. Trong lòng luôn có một cảm giác quỷ dị. Tính toán ra, căn nhà này cách Tống gia chưa đầy 2 cây số. Có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Tiêu Lãng khẽ nói, anh vậy mà vẫn duy trì sự bình thản, không có mở miệng hỏi tôi. Tiểu Cẩn và tôi cũng vì Dương Cầm mà kết duyên. Tiêu Lãng cảm thán một tiếng, trầm giọng nói, Tiểu Cờ từ nhỏ sống trong bóng tối, cho tới bây giờ cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được ánh sáng như thế nào. Điều vạn hạnh trong bất hạnh chính là cô ấy sống trong nhà phú hào, ngoại trừ hai mắt không nhìn thấy, ngay từ khi còn nhỏ cô ấy đã được giáo dục rất tốt, trừ Dương Cầm, Tiểu Cẩn đối với văn hóa cổ Hán ngữ vô cùng si mê. Tại sao chỉ có mình cô ấy ở đó? Sở Trần nhịn không được hỏi. Tiêu Lãng nắm chặt tay lái, những gì tôi nói vừa rồi chính là do cô ấy kể qua, thời điểm tôi gặp Tiểu Cẩn, trong gia đình chỉ còn cô ấy và người chú của mình. Lúc đó tôi được mời tham dự một sự kiện, trong một bữa tiệc tối ở Dương Thành, sau khi chơi đàn xong, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ Hán phục đi tới trước mặt mình. Từng là một nhà phú hào, vậy mà mọi thứ biến đổi chóng vánh trong một đêm, chỉ để lại một mình cô ấy cùng một ngôi nhà. Tiêu Lãng nói, tôi quen Tiểu Cẩn gần 2 năm rồi. Từ trước tới nay cũng chưa từng thấy chú của cô ấy đến thăm cô ấy, cứ 2 ngày sẽ có người đem đồ ăn đến trong nhà Tiểu Cẩn. Cô ấy đã như thế, vậy mà vẫn có thể tự làm cơm ăn. Trong lòng Sở Trần không khỏi chấn động, thật khó tin đúng không? Tiêu Lãng nhẹ nhàng nói, cô ấy sống một mình trong một ngôi nhà to lớn như vậy, chỉ có một mình cô ấy sống, nếu cô ấy không làm được những điều này. Tiêu Lãng không nói tiếp, Sở Trần cũng im lặng một hồi. Có ai ngờ rằng trong ngôi nhà có vẻ ngoài tráng lệ kia, vậy mà lại có một cô gái với số phận bi thảm như vậy. Thật ra, điện thoại di động của cô ấy cũng là do tôi vụng trộm đưa cho. Tiêu Lãng nói, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy không có điện thoại di động, bởi vì, ngoại trừ chú của cô ấy không quen biết bất cứ ai, cô ấy không có bạn bè. Sở Trần trầm tư một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Lãng, cô là người bạn duy nhất của cô ấy. Có bao giờ cô nghĩ đến việc đưa cô ấy ra khỏi căn nhà đó, đưa cô ấy đi chữa trị, hoặc là, để cô ấy có cuộc sống tốt hơn, chẳng hạn như có người có thể chăm sóc cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi từng muốn đưa cô ấy ra ngoài đi dạo, Tiêu Lãng do dự một lúc rồi nói, nhưng chưa kịp đi ra ngoài đã bị người chặn lại. Đồng tử của Sở Trần co rút lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, một lúc sau mới chậm rãi nói, có phải cô đang nghĩ, có lẽ, tôi có thể đưa cô ấy ra ngoài. Tiêu Lãng đạp chân phanh gấp, xe dừng lại bên đường. Cô quay đầu nhìn Sở Trần. Tiêu Lãng nói, tôi thừa nhận, ngay khi tôi tình cờ gặp anh,
nhất thời trong đầu tôi đã có một ý tưởng như vậy, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi một mực hoài nghi về thân phận của người chú Tiểu Cẩn mà tôi chưa từng gặp mặt kia, tôi hoài nghi Tiểu Cẩn đang bị giam lỏng. Sở Trần có thể nghĩ đến Tiêu Lãng muốn dùng sức của hắn đem Dương Tiểu Cẩn ra khỏi căn nhà đó. Tất nhiên, đó chỉ là ý tưởng nảy ra ngay sau khi Tiêu Lãng gặp hắn. Dù sao, Tiêu Lãng không thể biết trước hắn ở ven đường được. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn trên người cô gái, Dương Tiểu Cẩn này, điều đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí Sở Trần. Làm sao anh khẳng định? Tiêu Lãng vội vàng hỏi. Sở Trần đưa tay lên liếc mắt nhìn thời gian không còn sớm, tôi mời cô đi ăn cơm. Tiêu Lãng tìm được một nhà hàng gần đó, Tiêu Lãng mang theo mũ lưỡi chai nên không thu hút sự chú ý của người khác, hai người đi tới một gian phòng, sau khi gọi một vài món ăn, Sở Trần ra hiệu cho người phục vụ đóng cửa sau khi anh ta đi ra ngoài. Sở Trần, ngay khi Tiêu Lãng đang định mở miệng, Sở Trần đã ngắt lời cô, nhỏ giọng nói cô cho rằng Dương Tiểu Cẩn sẽ gặp nguy hiểm không? Tiêu Lãng sững sờ suy nghĩ một hồi, Tiểu Cẩn nói, trước nay cô ấy luôn sống cuộc sống như vậy, nguy hiểm ngược lại không có, thế nhưng, tôi luôn muốn cô ấy có một cuộc sống tốt hơn. Một người mù, sẽ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài được sao? Sở Trần nói tiếp, nói không chừng trong đáy lòng, cô ấy kháng cự với thế giới bên. Tiêu Lãng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Trần sẽ nói lời như vậy. Tiêu Tiểu Thư, cô đã bao giờ nói qua với Dương Tiểu Cẩn là muốn dẫn cô ấy đi cảm thụ thế giới bên ngoài chưa? Sở Trần vừa nói xong liền lấy tay vẽ ra mấy chữ trên bàn rồi chỉ vào một bên vách tường. Tai vách mạnh dừng, sắc mặt của Tiêu Lãng vô ý thức biến đổi, cô không nghĩ tới lại bị người theo dõi. Thực ra, hiện tại cô ấy đang sống khá tốt, Sở Trần nói, mặc dù cô ấy không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng ngôi nhà đó hoàn toàn là thế giới thuộc về cô ấy. Ở trong nhà, cô ấy không cần dựa dẫm vào bất cứ ai đều có thể sống tốt, nếu cô cứ cố chấp đưa cô ấy ra ngoài, có thể sẽ phản tác dụng. Tiêu Lãng im lặng một lúc, có lẽ anh nói đúng, là tôi cân nhắc không chu toàn. Dương Tiểu Cẩn có người bạn như cô cũng là may mắn của cô ấy. Sở Trần mỉm cười, thỉnh thoảng cô đến thăm cô ấy, thế là đủ rồi. Được rồi, Tiêu Lãng trả lời, ngừng một lúc, mở miệng đáp, thật có lỗi, hôm nay là tôi đường đột. Không có gì, cũng là vì cô muốn tốt cho cô ấy. Sở Trần chuyển chủ đề, nhân tiện, tiếp theo cô định tới thành phố nào? Hạ Thành là một nơi tốt. Sở Trần cảm thán, đi bái Trịnh Thành Công tiên sinh một chút. Nhất định sẽ đem y ại may mắn. Hai người trong phòng bắt đầu trò chuyện về thành phố Hạ Thành. Khoảng nửa giờ sau, các món ăn đã đưa tới, Sở Trờ động đũa trước, Tiêu Tiểu Thư, thịt lợn nướng ở tiệm này nổi tiếng ngon, cô có thể nếm thử. Sau khi hai người ăn được một lúc, ánh mắt Sở Trần liếc một cái, đột nhiên nói, đi thôi. Tiêu Lãng kinh ngạc, làm sao anh biết, chúng ta luyện tập công phu quyền cước, tai thính hơn người thường. Sở Trần nói, ngoài ra, ngay khi lên xe tôi liền chú ý, chúng ta sau khi rời khỏi nhà của Dương Tiểu Cẩn, vẫn luôn bị theo dõi. Đó là lý do tại sao anh cố tình dẫn người kia đến đây, sau đó nói rõ ngữ khí, anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của Tiểu Cẩn. Hai mắt Tiêu Lãng sáng lên, trong mắt tràn đầy hy vọng, anh vẫn là nguyện ý giúp Tiểu Cẩn đúng không? Cô tại sao lại không hiểu rõ chứ? Tôi cố ý đưa đối phương đến đây, chính là để phủi sạch quan hệ, nói rõ với bọn họ. Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần trả lời, Tiêu Lãng khẽ giật mình, những gì Sở Trần nói, cũng đúng là đạo lý. Cô đối với gia đình của Dương Tiểu Cẩn nhiều được bao nhiêu? Sở Trần hỏi, cha mẹ cô ấy có còn ở đây hay không, trước đây họ đã làm gì, còn có quan hệ giữa người chú hiện tại và cô ấy như thế nào? Mấy năm không tới gặp, còn để người giám sát căn nhà này, ở trong đó hẳn là liên lụy rất nhiều chuyện, có hiểu rõ hết thảy chuyện này sao? Tiêu Lãng hoàn toàn sững sờ. Sở Trần hỏi cái gì, cô đều không biết. Theo suy nghĩ của Tiêu Lãng, cô chỉ muốn đưa Dương Tiểu Cẩn ra thế giới mới, nhưng cô không nghĩ, Dương Tiểu Cẩn bị quấn quanh gông xiềng, ngăn cản không cho cô đi ra ngoài. Nhất là sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, lúc này Tiêu Lãng càng thêm ý thức được rằng, Tiểu Cẩn muốn đi ra ngoài không dễ dàng như cô tưởng tượng. Tiểu Cẩn bây giờ có lẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tôi có cảm giác cô ấy mỗi ngày đều đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Lãng cảm thấy trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu lên nhìn Sở Trần, cô cũng có cảm giác, Sở Trần sẽ không trơ mắt nhìn loại việc như thế này xảy ra ngay dưới mũi anh ta mà lại thờ ơ được. Tiêu Lãng không tiếp tục cầu cứu Sở Trần nữa, dù sao Sở Trần cũng vừa mới nói, phía sau Dương Tiểu Cẩn có thế liên lụy rất nhiều chuyện,
không người nào tùy tiện đi gây phiền toái. Cô cứ yên tâm đi Hạ Thành đi. Sở Trần lúc này mới vui vẻ nói, nhà cô ấy cách tôi không xa, nếu thật sự gặp nguy hiểm, nếu cô ấy gọi điện thoại cho tôi nhất định sẽ tới đó. Tiêu Lãng gật đầu, đối với cô mà nói, Sở Trần có thể chủ động đồng ý chuyện này, đã là rất khó có được. Cảm ơn anh, Sở Trần. Ăn xong, Tiêu Lãng lái xe đưa Sở Trần trở về. Dọc theo đường đi, Sở Trần cũng đang trầm tư, có một chuyện mà Sở Trần không có nói thẳng với Tiêu Lãng. Sở dĩ hắn không chút suy nghĩ phán định Dương Tiểu Cẩn bị giam lỏng, đó là bởi vì, ngay lúc bước chân vào nhà, Sở Trần đã cảm nhận được sự tồn tại hồ của kỳ môn thuật, chỉ là, cỗ chấn động vô cùng yếu ớt, trong lúc nhất thời, Sở Trần không có cách nào phát giác ra chi tiết cụ thể, điều này cũng cho thấy, ngọ y bố trí cái kỳ môn thuật này, thực lực phi phàm. Sở Trần đồng ý giúp đỡ Dương Tiểu Cẩn, nguyên nhân lớn hơn là vì mối quan hệ giữa Dương Tiểu Cẩn và kỳ môn. Mà này, Dương Tiểu Cẩn trông như thế nào? Sở Trần đột nhiên hỏi, cô ấy vì cái gì lại che mặt khi ở nhà? Khi Tiêu Lãng yêu cầu hắn lên xe, thế nhưng đã dùng mỹ nhân kế. Tiêu Lãng suy tư một hồi, nói thật, tôi cũng chưa từng thấy qua Tiểu Cẩn sau khi cởi khăn che mặt. Cái gì? Sở Trần sửng sốt, tại sao? Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy chính là như vậy. Tiêu Lãng nói, về sau dần dần quen thuộc, tôi đã hỏi qua cô ấy, lúc đó Tiểu Cẩn đã trả lời, là do chú của cô ấy đã yêu cầu cô ấy che mặt mọi lúc mọi nơi, bởi vì... Tiêu Lãng dừng lại, quá đẹp, sợ người nhớ thương. Cái này tinh là lý do gì? Sở Trần càng ngày càng cảm thấy cái gọi là người chú phía sau Dương Tiểu Cẩn, quá mức kỳ quái. Tôi cũng đã thử cố gắng yêu cầu Tiểu Cẩn cởi khăn che mặt. Nhưng Tiểu Cẩn vô cùng nghe lời chú của cô ấy nói, chú của cô ấy chỉ yêu cầu cô ấy hai chuyện, một là không được ra ngoài, còn cái còn lại, chính là không được bỏ khăn che mặt. Tiêu Lãng cảm thán một tiếng, lần đầu tiên cô gặp cô ấy là ở Dương Thành, nhưng cô ấy lại sống ở Thiên Thành. Sở Trần càng nghĩ càng thấy quỷ dị, hắn không có nghĩ đến, mình đang nhàn rỗi buồn chán, nghĩ đi ra ngoài một chút, lại gặp chuyện như vậy. Sau khi thoát khỏi trấn hồn phù, đây là lần đầu tiên Sở Trần có mong muốn khám phá điều gì đó. Quyết định được đưa ra trong đầu hắn gần như ngay lập tức. Tối nay đến thăm dò biệt thự của nhà họ Dương, Tiêu Lãng tiễn Sở Trần đến trước cửa nhà họ Tống. Chúc chuyến đi tới thành phố Hạ Thành của cô sẽ suôn sẻ. Sở Trần vẫy tay tạm biệt Tiêu Lãng, vô tình liếc nhìn về phía xa, sau khi ra khỏi nhà hàng vẫn luôn bị theo dõi, Sở Trần như không có chuyện gì xảy ra bước trở vào. Ở phía xa của con phố, trên một chiếc taxi bình thường, một người đàn ông lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Sau khi Sở Trần ở nhà hàng tỏ ý không có hứng thú với việc của Dương Tiểu Thư, Tiêu Lãng đã đem hắn đưa về nhà rồi. Người đàn ông thấp giọng nói. Đầu bên kia điện thoại, một giọng nói đáp lại, từ giờ trở đi, giám sát mọi hành động của Sở Trần trong vòng 24 giờ. Nếu sau 24 giờ không có gì bất thường, thì không cần để ý tới nữa. Đã hiểu, người đàn ông cúp điện thoại. Xe từ từ lái đi, đi qua cửa lớn nhà họ Tống, Kiềm Địa, núi non trùng điệp. Hắc Phu Nhất Phái cỏ một số môn phái đều nằm ở Kiềm Địa, phiến khu vực này đối với võ giả Hắc Phu Nhất Phái mà nói, có được ưu thế mà trời ưu ái, bên trong thâm S0N rừng hoang có được rất nhiều độc vật bọn hắn có thể bồi dưỡng huấn luyện. Một ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi, khói bếp cuộn tròn. Ít ai biết được, ngôi làng này là một chi nhánh của Hắc Phu Nhất Phái, hang ổ của Vu Thần Môn. Vu Tân đẩy cửa một ngôi nhà và bước vào trong. Vu Tân trưởng lão, Tống Mục Dương sửng sốt, vội vàng đi ra ngoài chào hỏi. Ta đến đây để báo một tin tốt cho ngươi. Vu Tân cười nói, môn chủ đã quyết định, sắp tới sẽ ra tay hành động đối với Sở Trần. Sở Trần đã sát hại Tống Khánh Hạc, đã đến lúc phải trả giá đắt. Thật sao, Tống Mục Dương bị kích động, toàn thân run rẩy không kiềm chế được, trong mắt tràn đầy hận ý. Vài ngày trước, Vu Tân và nhóm của ông ta từ bên ngoài trở về, thứ mà họ mang về là thi thể của Tống Khánh Hạc. Tống Khánh Hạc bị giết bởi Sở Trần. Cả nhà Tống Mục Dương bi phẫn, chỉ có thể nhờ Vu Thần Môn ra tay, vì bọn họ báo thù. Không nghĩ tới, một ngày này lại đến sớm như vậy. Anh em Tống Khánh bà ngất nhanh biết tin, phấn chấn vô cùng. Sau khi Tống Mục Dương đem toàn bộ gia tài cho Vu Thần Môn, hắn cùng ba người con trai còn lại đã trở thành đệ tử của Vu Thần Môn. Chúng ta chỉ cần đợi vài ngày. Vu Tân nói, lần này, dẫn đội đi ra chính là Vu Thanh trưởng lão. Vu Thanh trưởng lão vừa mới đột phá lên tiên thiên, hôm nay vừa mới khởi hành tiến vào thâm sơn cấm địa thu phục độc dược thích hợp. Chờ hắn sau khi đi ra,
chúng ta lập tức lên đường đến Thiền Thành, lúc đó chúng ta cần người quen thuộc với môi trường của Thiền Thành đi cùng. Để tôi đi, Tống Khánh Bằng Khôn chủ nghĩ ngợi nói, trong mắt hiện lên sự căm hận, tôi muốn tự tay báo thù cho anh hai của tôi. Tôi cũng sẽ đi, ngay khi Tống Khánh ưng định nói, Phu Tân đã xua tay nói, một người là đủ rồi, nhớ kỹ đợi tin tức của ta. Sau khi Phu Tân rời đi, Tống Khánh Bằng vô cùng kích động, hai tay nắm chặt nắm đấm, trưởng lão cấp bậc tiên thiên ra tay, Sở Trần nhất định sẽ chết không nghi ngờ. Những ngày này, một nhà Tống Khánh Bằng tại Vu Thần Môn bái sư, đối với phân chia đẳng cấp võ giả cũng có nhận biết nhất định. Sở Trần mới 23 tuổi, thiên phú của hắn cho dù tốt đến đâu, cũng không thể nào là tiên thiên được. Tống Khánh ưng nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa, võ giả tiên thiên căn bản khác với võ giả bình thường, Vu Tơ trưởng lão từng đấu với Sở Trần, ông ấy nhất định có thể xác định, Sở Trần không phải là võ giả tiên thiên. Lần này Sở Trần chết chắc, ánh mắt Tống Mục Dương hiện lên vẻ âm tàn, thương chiến hai nhà Tống Hoàng, lại còn là Tống gia chiến thắng, hiện tại những người kia của Tống gia, chỉ sợ đều ở vào thời điểm hưng phấn, liền để bọn hắn tại thời điểm hưng phấn nhất bị diệt vong đi. Phu Tân trở lại căn nhà tại trung tâm ngôi làng, đẩy cửa vào, trên đại điện, thờ phụng một tôn Hắc Phu chi thần, bốn phương tám hướng trên vách tường, có một vài bức họa tác của kỳ môn Hắc Phu nhất phái, lấy hung thủ quái dị làm chủ. Dương nhanh múa vuốt, để lộ ra khí tức cực kỳ quỷ dị. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện, đứng tại trước mặt Phu Tân, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo mặt nạ sói đen, vô cùng băng lãnh. Bẩm báo môn chủ, Phu Tân cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, tôi đã chuyển tin tức cho nhà Tống Mục Dương. Tốt, đêm nay các ngươi liền xuất phát, tiến về Thiền Thành. Phu Tân giật mình ngẩng đầu, Phu Thanh trưởng lão, các ngươi đi tới Thiền Thành trước đi. Còn có một nhiệm vụ khác, trước khi Phu Thanh tới, các ngươi không được bại lộ hành tung. Ánh mắt Phu Thần môn chủ nhìn chằm chằm Vu Tân, ta tại Thiền Thành có nuôi một con cổ, hôm nay bị Sở Trần bắt gặp, mặc dù cơ hội để Sở Trần có thể nhìn ra không lớn, nhưng mà, con cổ kia đổi với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Nhiệm vụ của các ngươi, sau khi đến Thiền Thành, tiến về địa phương đó, hiệp trợ chuyển con cổ kia. Phu Tân nhân lên, khi màn đêm buông xuống, nhà y nhà đốt đèn. Biệt thự của Tống gia, đèn đã sáng rực. Tống Nhan nghĩ có chút kỳ quái, Sở Trần vốn thường ngày nằm trên sofa, đêm nay vậy mà từ sớm đã kêu mình buồn ngủ, muốn trở về phòng đi ngủ. Nhìn cánh cửa phòng Sở Trần đóng chặt, Tống Nhan luôn cảm thấy kỳ quái. Quên hỏi anh ấy có đi báo mất thẻ căn cước không? Tống Nhan luôn có lo lắng đối với thẻ căn cước giả của Sở Trần, cảm giác phảng phất như một quả bom hẹn giờ có thể gây rắc rối cho Sở Trần bất cứ lúc nào. Ngày mai nhất định phải giải quyết tốt chuyện này. Tống Nhan nghĩ thầm, cầm tờ báo tài chính trên sofa lên, thoạt nhìn thấy quảng cáo sản phẩm mới ra mắt của dược phẩm Tiền Thị, trong lòng cô lạ ồ dâng lên áp lực. Hôm nay Hạ Ngôn Hoan cùng cô thảo luận về tình hình hiện tại, tuy rằng đã lấy được kênh của dược phẩm Cửu Thành, nhưng muốn tiến vào thị trường Thiền Thành vẫn không dễ dàng chút nào. Sở Trần đã đặt cược với Tiền Lão gia, trong vòng 3 tháng, cái tên dược phẩm Bắc Trần sẽ xuất hiện tại ít nhất 100 hiệu thuốc ở Thiền Thành. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, đôi mắt Tống Nhan tràn đầy quyết tâm. Điều mà Tống Nhan không biết, đó là mặc dù cửa phòng đóng chặt, nhưng Sở Trần đã lẻn ra khỏi Tống gia. Sở Trần không đi bằng cửa chính, mà chọn cách trèo qua tường. Xem ra Dương Tiểu Cẩn so với ta tưởng còn trọng yếu hơn. Sở Trần ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm một phương hướng, hắn chỉ là đi nhìn thoáng qua Dương Tiểu Cẩn, trong nhà hàng cũng nói rõ cho Tiêu Lãng biết hắn không quan tâm đến sự tình của Dương Tiểu Cẩn. Vốn là để đối phương nghe thấy, dù vậy, đối phương vẫn đem tổng ra giám sát. Sở Trần quay người đi về phía ngôi nhà nơi Dương Tiểu Cẩn sống. Đến con phố cách nhà chừng 200 mét, Sở Trần dừng lại, quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi lặng lẽ tiến lại gần. 10 phút sau, Sở Trần gần như đã đi được một vòng quanh nhà. Trong nhà không có giám sát, nhưng bên ngoài ngôi nhà, vậy mà có thiên la địa võng giám thị. Sở Trần xác nhận suy đoán của mình, sau một vòng này. Hắn nhìn thấy ít nhất 3 nhân vật khả nghi đang theo dõi ngôi nhà này, ở các bức tường bên ngoài ngôi nhà cũng được trang bị rất nhiều thiết bị giám sát. Ai lại có thể cảnh giác với một cô gái mù như vậy? Nghi ngờ của Sở Trần càng ngày càng đậm. Sở Trần cũng không biết, bởi vì hôm nay hắn đến, Vu Thần Môn đã tăng cường bố trí người giám thị với Dương Tiểu Cẩn. Chẳng qua, trình độ giám thị này căn bản không thể ngăn Sở Trần bước vào căn biệt thự song lập 3 tầng này, sau khi Sở Trần đi một vòng xung quanh. Hắn nhanh chóng khóa chặt một điểm mù chỗ giám sát, vừa lúc hai camera giám sát so le nhau trong chưa đầy 3 giây.
Dưới màn đêm tối tăm, một thân ảnh như một bóng ma trèo qua tường tiến vào biệt thự nhà họ Dương. Trong đại sảnh tầng 1, sau khi Sở Trần tiến vào, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, lặng yên vô tức đi lên tầng 2. Ban ngày phát giác ra khí tức của kỳ môn thuật ở đây, nhưng là cực kỳ yếu ớt, Sở Trần không đưa ra được phán đoán rõ ràng, đêm nay hắn tiến thẳng lên tầng 2, Sở Trần suy đoán tầng 2 có đáp án mà hắn mong muốn. Dạo một vòng trên tầng 2, chỉ thấy một căn phòng của ngôi nhà được đóng nhẹ. Sở Trần tiếp tục đi lên, tuy nhiên 10 phút trôi qua, cũng không thu hoạch được gì. Ẩn tàng thật sâu, Sở Trần tự nói, đi xuống tầng dưới, trên đường đi ngang qua căn phòng duy nhất không mở ra ở tầng 2, Sở Trần dừng bước, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút do dự, cả căn nhà, chỉ có phòng của Dương Tiểu Cẩn không có kèm tra qua. Sở Trần đứng ở cửa cẩn thận lắng nghe, xác nhận Dương Tiểu Cẩn hiện tại đã ngủ say. Suy tư một hồi, Sở Trần vẫn là vươn tay nhẹ nhàng mở cửa. Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, con người Sở Trần không khỏi co rút lại, kỳ môn huyễn trận. Bên trong căn phòng xuất hiện một tòa kỳ môn huyễn trận, Sở Trần tiến lên một bước, càng thêm chắc chắn, tòa huyễn trận này có tác dụng thôi miên. Trong phòng của Dương Tiểu Cẩn, lại còn muốn thôi miên cô ấy. Tòa kỳ môn huyễn trận thôi miên này không chút ảnh hưởng đến Sở Trần ngược lại thoải mái bước vào, bởi vì có tòa huyễn trận này, Dương Tiểu Cẩn cản bản sẽ không tỉnh lại trong một thời gian. Nếu như không phải lo bị người bên ngoài chú ý, Sở Trần còn có thể hào phóng bật đèn lên. Cho dù như vậy, trong ánh sáng nhỏ xíu, Sở Trần cũng có không y phát hiện. Vậy mà lại là thủ bút của Hắc Phu nhất phái. Đôi mắt Sở Trần nheo lại lạnh lùng. Từ bắt đầu là Hắc Phu linh xà của Tống Khánh Hạc tại Tống gia, đến bệnh tình của lão gia tử nhà họ Hoàng, hiện tại trước mắt là Dương Tiểu Cẩn. Mức độ hoạt động của Hắc Phu nhất phái ở Thiền Thành có phần vượt xa tưởng tượng của Sở Trần. Tòa huyễn trận này tồn tại có ý nghĩa gì? Sở Trần đi tới bên cửa sổ, vô thức nhìn Dương Tiểu Cẩn đang ngủ say. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của Sở Trần rung động dữ dội, hắn nsln chằm chằm vào khuôn mặt của Dương Tiểu Cẩn. Trên mặt cô ấy không có màng che mặt, Sở Trần rõ ràng nhìn thấy, trên mặt Dương Tiểu Cẩn có vài vết sẹo, giống như vết dao và vết chảo. Sở Trần nghĩ đến những gì Tiêu Lãng nói ban ngày, quá đẹp sợ người ta nhớ thương. Sở Trần vô ý thức nắm chặt tay, hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt của Dương Tiểu Cẩn, Sở Trần đã hoàn toàn hiểu rõ. Quá điên rồ, Sở Trần nghiến răng, trong mắt lóe lên hận ý cùng tức giận. Trên người của Dương Tiểu Cẩn, có một con cổ, Hắc Phu cổ thuật, cũng giống như Hoàng Lão Gia Tử trước đây, nhưng Hoàng Lão Gia Tử may mắn hơn Dương Tiểu Cẩn rất nhiều, cấp bậc của trên người ông ta không cao, lại kịp thời gặp được Sở Trần, giải được cổ thuật cho ông ta. Nhưng cổ ở trên người của Dương Tiểu Cẩn, ngay lúc này Sở Trần không có cách nào phán đoán, hắn không dám đến gần Dương Tiểu Cẩn, lo lắng sẽ bị cổ trong cơ thể Dương Tiểu Cẩn phát hiện, dù sao, hôm nay hắn tay không mà đến, lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, khó có thể hóa giải được cổ thuật trên người Dương Tiểu Cẩn. Một điều mà Sở Trần có thể chắc chắn, những vết sẹo trên mặt của Dương Tiểu Cẩn cũng bơi vì cổ trên người cô ấy. Khó trách lại bày ra một tòa huyễn trận thôi miên. Đây là lo lắng thời điểm cổ này ra ngoài làm yêu, nó sẽ đánh thức ký chủ. Trong lòng Sở Trần có một sự phẫn nộ không thể giải thích được. Loại cổ thuật tà ác này, lại dùng để đối phó với một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, ngoài trừ táng tận lương tâm, Sở Trần không thể nghĩ ra cách nào khác để hình dung ra kẻ khống chế đằng sau con cổ này. Sở Trần không hiểu tại sao kẻ đang khống chế đằng sau lại làm như vậy. Người chủ thần bí đằng sau Dương Tiểu Cẩn là ai? Sở Trần lặng lẽ ra khỏi phòng, cổ trên người của Dương Tiểu Cẩn, từ lúc Sở Trần vào phòng cho đến khi anh ta rời đi, đều không hề có động tĩnh gì, Sở Trần cũng không hấp tấp quấy nhiễu nó, cho nên tự nhiên hắn không có cách nào phán đoán đây là loại cổ nào. Nắng sớm ngày hôm sau, khi Tống Nhan đứng dậy mở cửa, cô nhìn thấy Sở Trần đang ngồi trên sofa đọc báo tài chính kinh tế. Tống Nhan vô thức liếc nhìn về phía cửa sổ phía tây. Đúng là mặt trời mọc phía tây. Tống Nhan mỉm cười bước tới. Sở Trần không ngẩng đầu lên, ông xã của em từ trước đến nay đều là văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông nha. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, ngồi xuống ghế sofa đối diện, anh muốn hiểu rõ cái gì, cứ trực tiếp hỏi tôi là được. Sự tình khác thường tất có yêu, Tống Nhan cảm thấy chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó với Sở Trần. Sở Trần nghiêm túc nói, là một thành viên của Tống gia, mà Tống gia thân là một trong ngũ đại gia tộc ở Thiền Thành. Anh nghĩ cần phải hiểu rõ về lịch sử kinh tế của Thiền Thành, đặc biệt là các hào môn đã đổ nát, các công ty tập đoàn suy sụp, v.v.
Chờ chút, anh đặc biệt hứng thú với những thứ này, anh cảm thấy có thể có những bài học ở đó, từ đó có lợi rất nhiều. Tống Nhan nhìn Sở Trần với vẻ mặt khó hiểu. Được rồi, tôi sẽ đưa cho anh danh sách một số công ty đã phá sản và thất bại trong những năm gần đây. Tống Nhan cảm thấy ở phương diện này mình có sự sâu sắc nhất định, lập tức đưa cho Sở Trần một vài ví dụ. Sở Trần gật đầu lia lịa, cuối cùng vẫn luôn hỏi, chủ tịch công ty họ gì? Khóe miệng Tống Nhan khẽ co lại. Chính xác thì Sở Trần đang quan tâm đến điều gì? Họ gì? Có liên quan gì đến sự phá sản của công ty không? Hẳn là đang tính quẻ đi. Tống Nhan đột nhiên tỉnh táo lại, thử thăm dò hỏi, anh đang tính cái gì vậy? Sở Trần đã nói trước mặt Tống Nhan hơn một lần rằng anh ta biết tướng thuật. Tối hôm qua khi đang ngủ, anh mơ thấy trong bán kính cách Tống ra 5 cây, có họa sát thân. Sở Trần nghiêm túc nói, em nghĩ kỹ xem, cách Tống ra bán kính 5 cây, có nhà nào phú hào hoặc từng là phú hào không? Tống Nhan đảo mắt, khu vực của chúng ta là một trong những khu vực tập trung những phú hào lâu đời nhất ở Thiền Thành. Vừa bước ra đường có thể bắt gặp rất nhiều người giàu, anh muốn tôi suy nghĩ thế nào? Sở Trần bất lực chỉ có thể ngả bài, phú hào họ Dương thì sao? Họ Dương, Tống Nhan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không có. Sở Trần sửng sốt, là không có, hay em chưa nghĩ ra? Ít nhất, trong bán kính 5 cây, tuyệt đối không có. Tống Nhan ngữ khí khẳng định, Sở Trần rơi vào trầm tư, lúc này... Hắn có cảm giác mọi thứ về Dương Tiểu Cẩn chấm SET thảy đều là giả. Gia thế của cô ấy, chú của cô ấy, v.v. Mọi thứ đều là hư ảo. Trong thế giới của Dương Tiểu Cẩn, thứ chân thực duy nhất, có lẽ là người bạn Tiêu Lãng này. Nếu thật sự là như vậy, Sở Trần có lẽ có thể đoán được, cổ trên người của Dương Tiểu Cẩn, đến tột cùng có lai lịch gì. Hắc Phu Nhất Phái có nhiều chi nhánh, một trong số đó là Vu Thân Môn, chủ yếu tập trung vào cổ thuật và độc dược. Hầu hết các đệ tử của Vu Thần Môn đều giỏi nuôi độc dược, chỉ có hạch tâm của Vu Thần Môn mới có thể nắm giữ cổ thuật. Quá trình một con cổ được sinh ra đó là, đem chất độc người nuôi tạo ra vào một vật thể, để chúng cắn giết lẫn nhau, con nào sống sót, có thực lực mạnh nhất, sẽ hóa thân thành cổ. Cổ thuật cũng là một loại kỳ môn thuật, Sở Trần đối với cổ thuật cũng có những hiểu biết nhất định. Theo những gì đã xảy ra với Dương Tiểu Cẩn, cổ trong cơ thể của Dương Tiểu Cẩn rất có thể là một loại cổ độc gây mê tạo ra huyễn tượng, gia cảnh của cô ấy, một số trải nghiệm của bản thân, tất cả đều chỉ là huyễn tượng do chính cô ấy giả tượng ra. Dạng cổ như vậy, trong thiên hạ, chỉ có duy nhất Vu Thần Môn mới có. Vu Thần Môn, Vu Thần cung phụng, chính là hư ảo chi thần. Sở Trần trầm ngâm suy nghĩ, cái huyễn thần cổ này, rất ít người trong Vu Thần Môn có thể nuôi ra được, tuyệt đối chỉ ở thiểu số. Sở Trần, anh đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Tống Nhan cắt ngang sự suy tư của Sở Trần, tò mò hỏi, anh đang tìm một phủ hào họ Dương à? Sở Trần không có nói cho Tống Nhan biết chuyện của Dương Tiểu Cẩn, dù sao nó cũng liên lụy tới đến lĩnh vực mà Tống Nhan không thể đụng vào. Anh không biết tại sao anh luôn cảm thấy rằng một người nào đó họ Dương nợ tiền anh. Sở Trần nói, Tống Nhan, buổi trưa, Sở Trần rời khỏi Tống gia, sau khi cắt đuôi đám người đang theo dõi phía sau. Anh ta đến Tinh La Tiểu Điếm. Mạc Lão, Sở Trần có chút kinh ngạc, Mạc Nhàn đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Mạc Nhàn ngẩng đầu cười nói, tôi vừa mới làm thủ tục xuất viện vào buổi sáng, ở lại bệnh viện luôn quá nhàm chán, với cả có Kiều trưởng lão, chỗ nào cũng giống nhau. Kiều Thương Sinh cũng từ bên trong bước ra, Sở Thúc. Kiều Thương Sinh đối với Sở Trần là kính nể từ đáy lòng, kim châm độ mệnh thuật của hắn, Sở Trần chỉ hơi chỉ điểm qua, thủ pháp đã đột nhiên tăng mạnh. Chân của Mạc Lão thế nào rồi? Sở Trần hỏi một tiếng. Đã dần dần có cảm giác, không còn xa nữa sẽ xuống được đất. Mạc Nhàn mỉm cười, vốn tưởng rằng cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn không ngờ xương cốt già nua này lại có thể cứu vớt. Sau một hồi tán gẫu, Sở Trần nhìn lên cửa hàng, sao không thấy Vô Ưu đâu nhỉ? Nó vẫn đang luyện công ở hậu viện. Mạc Nhàn nói, sau khi trở về từ Tây Tiểu Sơn, Vô Ưu càng thêm chăm chỉ luyện công. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Sở Trần nói, hôm nay tôi đến đây để mua một số tài liệu. Mạc Nhàn mỉm cười, nói mua thì thật khách khí a. Ngữ khí dừng lại, con mắt Mạc Nhàn đột nhiên phát sáng, cậu muốn vẽ phù. Sở Trần gật đầu, tôi muốn phá cổ, mà lại, lần này tôi cần rất nhiều tài liệu. Nghe vậy, Mạc Nhàn và Kiều Thương Sinh đều giật mình. Đặc biệt là Mạc Nhàn, hắn đã từng nhìn thấy Sở Trần phá cổ trên người Hoàng Giang Hồng. Có thể nói không tốn nhiều sức, trong vòng 7 ngày ngắn ngủi,
hắn có thể lấy đàn vì phù, dùng rượu phá cổ. Hiện tại nghe ngữ khí của Sở Trần, lần này phá cổ, chỉ sợ không đơn giản. Thiên Thành lại có hắc phu nhất phái làm ác, Kiều Thương Sinh tức giận nói, Mạc Nhà nhìn không được hỏi, thứ mà cậu muốn phá, là loại cổ gì? Theo suy nghĩ của Mạc Nhàn, thứ mà khi Sở Trần nghiêm túc đối đãi đến vậy, chắc chắn không phải là loại cổ bình thường. Trấn môn chi bảo của Vu Thần Môn, Huyễn Thần Cổ, Sở Trần không hề giấu giếm. Khuôn mặt của hai người Mạc Nhàn lại biến sắc, đương nhiên, bọn họ đều đã từng nghe đến đại danh Huyễn Thần Cổ. Huyễn Thần Cổ, tại Vu Thần Môn, chỉ có những người môn chủ tiên nhiệm hay những người thừa kế môn chủ mới có tư cách tiếp xúc với Huyễn Thần Cổ. Kiều Thương Sinh nhìn Sở Trần với vẻ mặt trịnh trọng, Sở Sư Thúc, nếu người lần này chúng ta phải đòi đầu là môn chủ của Vu Thần Môn, e rằng, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng. Sở Trần cũng khá kinh ngạc, mặc dù hắn biết Huyễn Thần Cổ tại Vu Thần Môn là vô cùng chân quý, nhưng hắn không ngờ rằng chỉ có môn chủ tiền nhiệm hoặc người thừa kế môn chủ mới có được. Sở Trần cũng hiểu ý của Kiều Thương Sinh, nếu quả thật đối mặt với môn chủ Vu Thần Môn, thực lực của hắn chỉ sợ không đủ. Thực lực của môn chủ Vu Thần Môn, tuyệt đối là phía trên cấp bậc tiên thiên. Mà Sở Trần vẫn còn cách tiên thiên một bước, nguyên nhân cũng bởi Sở Trần đã lãng phí mất 5 năm thời gian tu luyện. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết kẻ địch mà mình sắp phải đối mặt là ai. Sở Trần mở miệng kể những gì đã xảy ra với Dương Tiểu Cẩn ngày hôm qua cùng với những manh mối mà anh ta có được từ chuyến thăm nhà họ Dương tối qua, cuối cùng hắn nhìn Kiều Thương Sinh, tôi muốn nhờ Kiều trưởng lão một việc. Sở Thúc, hãy nói đi. Sở Trần trầm giọng nói, trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ để pha giải Huyễn Thần Cổ, còn muốn mời Kiều trưởng lão giám sát Dương gia một chút, tôi lo bọn họ vì sự xâm nhập của tôi vào ngày hôm qua sẽ có hành động. Kiều Thương Sinh gật đầu, không có vấn đề. Tôi sẽ để mắt tới bọn họ. Sở Trần, cậu có chắc mình có thể phá được Huyễn Thần Cổ không? Mạc Nhàn không nhịn được hỏi. Tôi chưa từng thử qua, nhưng mà, không phải là không thể phá. Ánh mắt Sở Trần lộ ra vẻ tự tin, chỉ có 9 vị sư phụ của hắn mới biết thiên phú về kỳ môn thuật của Sở Trần, yêu nghiệt tới mức nào. Mạc Nhàn vô ý thức nín thở. Có thể phá Huyễn Thần Cổ. Đây là lần đầu tiên Mạc Nhàn nghe những lời như vậy. Trấn môn chi cổ của Vu Thần Môn, Sở Trần có thể phá sao? Trong lòng của Mạc Nhàn tràn đầy mong đợi, khi Sở Trần đang chuẩn bị tài liệu thì nhận được điện thoại từ Ninh Tử Châu. Sở Thúc, ngày mai cháu đến đón, mấy giờ đi thì tiện? Ninh Tử Châu hỏi, Sở Trần sững sờ một lúc, thốt ra đón ta đi đâu? Đầu bên kia điện thoại, Ninh Tử Châu xấu hổ, giờ khóc giờ cười ngày mai là thứ sáu. Thứ sáu thì làm sao? Sau khi Sở Trần vô thức đáp lại, hắn liền nhớ ra, đúng rồi, không có vấn đề, cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Ninh Tử Châu biến ảo mấy lần, ngẩng đầu lên, vẻ mặt chua xót, Sở Thúc hình như không để ý lắm chuyện này, xem ra, chúng ta cũng không thể ôm hy vọng quá nhiều. Bên cạnh, ngòi đàn ông trung niên thầm nói, tôi vốn là không ôm hy vọng. Ninh Tử Châu khẽ thở dài một hơi, bất kể thế nào, tối mai, tôi lại có thể được gặp đại ca. Tinh La Tiểu Điếm. Vì chuyện của Dương Tiểu Cẩn, Sở Trần đột nhiên lại quên mất một chuyện quan trọng khác, hắn đã hứa với Ninh Tử Châu, chiến một trận tại địa hạ quyền quán Vĩnh Dạ. Ngày mai là thứ sáu, chính là ngày hắn sẽ thách đấu Ninh Tử Mặc. Sở Trần đột nhiên phát hiện, mình dường như đột nhiên bận rộn. Sau khi chọn nguyên liệu xong, Sở Trần sẽ trực tiếp khai đàn vẽ phù tại Tinh La Tiểu Điếm. Sở Trần, Mạc Vô Ưu cũng đi ra. Tiểu Vô Ưu, em tới đúng lúc, tới hỗ trợ ta khai đàn tế thiên. Sở Trần nói, hai mắt Mạc Vô Ưu sáng lên, anh muốn vẽ lại tiểu ngũ lôi phù sao? Mạc Vô Ưu vô cùng ấn tượng trước uy lực của tiểu ngũ lôi phù. Đúng, Sở Trần gật đầu, để phá bỏ Huyễn Thần Cổ, hắn cũng cần dùng đến tiểu ngũ lôi phù, lấy lôi phá hư. Đương nhiên, nếu muốn phá Huyễn Thần Cổ, chỉ dựa vào tiểu ngũ lôi phù thì thiếu rất nhiều. Mạc Vô Ưu cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng thiết đàn, đặt hoa quả, rượu gạo, hương nến chờ tế phẩm. Trong khi Sở Trần thì chuẩn bị chu sa, bút mực, giấy vàng, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn ra hiệu cho Kiều Thương Sinh mang đến một chậu nước. Sau khi rửa tay sạch sẽ, mới tiến y hành vẽ phù. Trong lòng Mạc Vô Ưu đông cứng lại, việc chuẩn bị cho việc vẽ phù của Sở Trần ngày hôm nay phức tạp hơn nhiều so với tại Tây Tiêu Sơn mấy ngày trước. Chẳng lẽ anh ta muốn vẽ một linh phù phức tạp hơn là tiểu ngũ lôi phù? Mạc Vô Ưu càng thêm kích động, kỳ môn thuật bao hàm toàn diện. Bình thường mà nói, thước đo thực sự về thực lực của các đệ tử kỳ môn chung là phù lục thuật.
Tiểu ngũ lôi phù của Sở Trần đã khiến Mạc Vô Ưu kinh ngạc rồi, giờ phút nào Mạc Vô Ưu lại càng mong chờ màn trình diễn tuyệt vời hơn của Sở Trần. Kiều Thương Sinh đẩy Mạc Nhàn lùi lại một khoảng nhất định. Ánh mắt Mạc Nhàn có chút nóng bỏng, nhìn chằm chằm Sở Trần, Sở Trần lúc này tay cầm bút, vẻ mặt bình tĩnh, hai con ngươi không có chút dao động. Không hổ là đệ tử của Cửu Huyền Môn, Mạc Nhàn thì thào nói, kỳ môn thuật có lịch sử lâu đời, nó được truyền thừa từ thời các bộ lạc cổ đại cho đến ngày nay, nó là một kho tàng báu vật khổng lồ trong giới võ giả ngày nay. Cửu Huyền Môn, càng được truyền thừa kỳ môn thuật hoàn chỉnh nhất, kỳ môn hiện đại, bao hàm toàn diện, ẩn chứa núi, chú, phù, y, quyết, mệnh, bốc, nghi, nhạc. Tôi dành cả đời, chẳng qua chỉ là nghiên cứu một cái bốc chữ, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là có thể lướt qua chút da lông của nó thôi. Nhưng Sở Trần, Mạc Nhàn thở dài, núi vì võ, lực bạt sơn hà, hắn võ có thể xưng vượng. Phù thì phù lục, từ trước mắt đến xem, phù lục thuật của hắn, cũng đạt tới cảnh giới cực cao, băng không, cũng không dám tự tin có thể phá huyễn thần cổ. Còn có y, tạo nghệ cầm châm độ mệnh thuật của Sở Sư Thúc đã ở trên ta xa. Kiều Thương Sinh nói tiếp, nhìn Sở Trần ánh mắt tràn đầy lửa, cũng chỉ có nhân vật thiên kiêu như vậy mới xứng với thân phận thiếu chủ Cửu Huyền Môn. Mạc Nhàn cũng hiểu tại sao La Vân Đạo Tôn lại là sư đệ của Sở Trần. Sở Trần bắt đầu hạ bút, đôi mắt Mạc Nhàn dán chặt vào tờ giấy vàng mà Sở Trần vẽ. Mặc dù chuyên về bói toán nhưng cháu gái Mạc Vô Ưu của ông từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú về phù lục, Mạc Nhàn cũng biết không ít kiến thức về phù lục. Nếu không biết vẽ phù, khiến quỷ thần chê cười, nếu biết vẽ phù, quỷ thần kinh hãi. Mạc Nhàn cảm nhận được, trong Tinh La Tiểu Điếm, ngay khi Sở Trần đặt bút vẽ, có thanh âm kinh lôi vang lên. Nét vẽ này cho thấy công lực phù lục của Sở Trần. Nét bút chạm vào sự ảo diệu của phù lục. Mạc Vô Ưu đã từng nhìn thấy Sở Trần vẽ tiểu ngũ lôi phù một lần, nhưng lần này mắt thấy lần nữa, cô vẫn không khỏi sửng sốt và kinh ngạc. Cô phải thừa nhận, tạo nghệ về phù lục của cô so với Sở Trần, giống như trời đất khác biệt. Mà cô vốn được xưng là thiên tài phù lục, thiên phú của Sở Trần chỉ đơn giản là quá yêu nghiệt. Không mất quá nhiều thời gian, Sở Trần liền đem tiểu ngũ lôi ngù thành công vẽ ra. Sở Trần không có dừng lại động tác, lại cầm lên một tờ giấy màu vàng, nhanh chóng hạ bút. Một hơi họa 5 cái linh phù, Sở Trần mới dừng lại. Những linh phù này trồng chất nên, có thể phá huyễn thần cổ ao. Mạc Vô Ưu sốt ruột hỏi, huyễn thần cổ của Vu Thần Môn, giới võ giả nghe thôi đã biến sắc. Còn chưa đủ, Sở Trần nói, chìa khóa phá huyễn thần cổ, là định thần phù. Định thần phù, Mạc Vô Ưu suy nghĩ một chút, mơ hồ nói, sao tôi chưa nghe nói qua nó. Sở Trần mỉm cười, sư phụ của ta vì để đối phó với huyền thần cổ đã đặc biệt vẽ ra một loại linh phù, chỉ có đệ tử của Cửu Huyền Môn mới có cơ hội học được nó. Đôi mắt Mạc Vô Ưu bôi qua một tia ham muốn, Cửu Huyền đệ tử, đó là mục tiêu cô ấy phấn đấu. Cô tin rằng một ngày nào đó, mình sẽ có thể bài nhập Cửu Huyền Môn. Sở Trần ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, đám người Mạc Vô Ưu không có quấy rầy hắn, có thể tưởng tượng được, định thần phù mà Sở Trần sắp vẽ tiếp theo. Nhất định không dễ dàng. Tiểu ngũ lôi phù mà Sở Trần vẽ, tuyệt đối có thể coi là trung phẩm linh phù. Mạc Vô Ưu nói, chẳng lẽ định thần phù mà anh ta định vẽ tiếp theo là thượng phẩm linh phù sao? Theo hiểu biết của Mạc Vô Ưu, các bậc phù lục, có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mà hầu hết các loại bùa đều thuộc hạ phẩm, những người có thể vẽ được trung phẩm linh phù đã được coi là cao thủ phù lục rồi. Nếu Sở Trần thật sự vẽ ra một thượng phẩm linh phù, trong lòng Mạc Vô Ưu, Sở Trần chính là phù lục đại sư. Còn như cực phẩm, Mạc Vô Ưu thậm chí không dám nghĩ tới, theo như cô biết, trừ đại sư EQQ Huyên Môn, toàn bộ giới y võ giả, không có người có thể vẽ y ra cực phẩm linh phù. Y một lúc sau, Sở Trần chậm rãi y mở mắt ra, đi tới, rửa tay, cầm y bút lên. Lúc này, mọi người trong phòng đều nhận thấy khí tức của Sở Trần đã hoàn toàn thay đổi. Trong không khí có cỗ khí tức uy nghiêm lạnh lùng. Đôi mắt Sở Trần ngống như lưỡi đao sắc bén. Bút như kiếm, hạ bút giống như kiếm khuấy động cầu vồng. Mạc Vô Ưu nín thở, trong mắt hiện lên vẻ kích động, quả nhiên là thượng phẩm linh phù, chỉ có thượng phẩm linh phù mới có thể phát ra thanh thế như vậy. Trong kỳ môn có bao nhiêu ngọ y có thể vẽ ra thượng phẩm linh phù. Mạc nhanh cảm thán, vậy mà Sở Trần đã làm được điều đó ở độ tuổi này. Tương lai của Sở Thúc là bất khả hạn lượng, Kiều Thương Sinh cũng sợ hãi thán phục. Bọn họ sẽ được tận mắt chứng kiến sự ra đời của thượng phẩm linh phù. Đồng thời, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh,
vì sợ rằng không cẩn thận sẽ vô tình thất bại. Thời điểm định thần phù hoàn thành, Mạc Vô Ưu vội vàng tiến lên phía trước, thượng phẩm linh phù. Sở Trần, anh quá lợi hại. Sở Trần liếc mắt nhìn Mạc Vô Ưu, bình tĩnh nói, phù lục một mạch của cửu huyền môn thu nhận đệ tử từ bên ngoài, điều kiện thứ nhất để thu người, chính là phải vẽ được một thượng phẩm linh phù. Mạc Vô Ưu sửng sốt, ánh mắt Mạc Nhàn cũng rất kinh ngạc, ông hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Sở Trần, thế nhưng, một câu nói này, đại biểu cho thực lực kinh khủng của phù lục một mạch tại cửu huyền môn. Chỉ có vẽ ra thượng phẩm linh phù, mới có thể trở thành đệ tử của cửu huyền môn. Điều kiện này đơn giản là cực kỳ khắc nghiệt, khó trách số lượng đệ tử mà cửu huyền môn thu nhận mỗi lần lại cực kỳ ít, đó là bởi vì cánh cửa vào cửu huyền môn đặt ra quá cao. Có hai loại đệ tử ở cửu huyền môn, một loại ở bên trong cửu huyền môn, con cháu của họ. Một loại khác thì là thông qua các loại kiểm tra, trở thành cửu huyền đệ tử, có tư cách lưu lại cửu huyền môn bái sư học nghệ. Cái trước dựa vào đầu thai, trong khi cái sau dựa vào khổ tu. Tiểu Vô Ưu, đừng quá xem trọng thượng phẩm linh phù, cái gọi là thượng phẩm linh phù, đối với con đường phù lục mà nói, chỉ là cắt bước mà thôi. Sở Trần nói, tương lai sau khi em tiến vào cửu huyền môn, nếu chọn phù lục một mạch, em tự nhiên sẽ hiểu. Nghe được lời này, đôi mắt Mạc Vô Ưu rung động một hồi, đột nhiên hoàn hồn trở lại, ý của anh là, em có cơ hội trở thành đệ tử của cửu huyền môn. Đương nhiên, Sở Trần gật đầu, hãy tin tưởng vào thiên phú của bản thân, còn nếu như không được, ta sẽ đưa em đến đó, bọn họ sẽ phải vội vàng thu nhận em. Mạc Vô Ưu trợn mắt hốc mồm, câu nói cuối của Sở Trần, cô không hoài nghi chút nào. Cửu huyền thiếu chủ, muốn dẫn một người vào cửu huyền môn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng Sở Trần lại quang minh chính đại đem việc, đi cửa sau, treo trên miệng như vậy, nhưng vẫn khiến Tiểu Vô Ưu có chút không chịu đựng nổi. Định thần phù mặc dù đã vẽ xong, nhưng ta vẫn còn một số việc chuẩn bị khác phải làm. Trước khi Sở Trần rời khỏi Tinh La Tiểu Điếm, hắn đập nhờ Kiều Thương Sinh để mắt tới Dương Tiểu Cần. Kiều Thương Sinh không có lãnh đạm, sau khi Sở Trần rời đi, nhớ rõ địa chỉ mà Sở Trần đã nói cho Minh, hắn lập tức vội vàng chạy tới. Sau một giờ, không lâu sau khi trở về nhà, Sở Trần nhận được cuộc gọi từ Kiều Thương Sinh. Sở Thúc, địa chỉ mà Thúc đưa cho tôi, không hề có người ở. Sở Trần đột nhiên từ trên sofa đứng bật dậy, Tống Nhan bên cạnh giật mình, đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn Sở Trần. Tôi sẽ đến ngay, Sở Trần cúp điện thoại, nói với Tống Nhan, bà xã à, anh có chuyện phải đi ra ngoài, em không can lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng Sở Trần vội vàng bước ra ngoài, Tống Nhan rơi vào giây phút mơ hồ. Chẳng qua, cô cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó, bây giờ cô đã đặt toàn bộ sự tập trung vào dược phẩm Bắc Trần. Sở Trần bước ra khỏi cửa Tống gia, lập tức nhận ra có điều khác lạ, mấy người một mực giám sát tại Tống gia, giờ đều biến mất. Ngay sau đó, Sở Trần đến nhà của Dương Tiểu Cẩn, Kiều Thương Sinh đã sớm đợi. Sau khi tôi đến đây, tỏi lập tức nhìn xung quanh, cũng không thấy ai giám sát ngôi nhà này. Kiều Thương Sinh nói, vừa rồi tôi đã vào trong nhà xem qua, cán nhà trống không, không một bóng người. Sở Trần không suy nghĩ nhiều về nó, hắn tiến vào trong nhà. Đến phòng của Dương Tiểu Cẩn, huyễn trận thôi miên trong phòng vẫn còn đó, nhưng Dương Tiểu Cẩn đã biến mất. Chẳng lẽ hôm qua ta vừa nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn, bọn họ liền chuyển chỗ ở. Vẻ mặt Sở Trần trầm xuống, mức độ cẩn thận của đối phương đã vượt quá dự liệu của hắn. Dùng huyễn thần cổ tà ác khống chế một cô gái vô tội, nếu tin tức được xác nhận, truyền ra ngoài, phù thần môn nhất định sẽ lọt vào sự vây quét của giới ý võ y giả, cho nên, bọn họ mới cần y thận như vậy. Thà rằng chuyển đi y cũng không để Sở Thúc có cơ hội phát hiện ra. Kiều Thương Sinh nói, chẳng qua, mới có thời gian nửa ngày, bọn họ có thể chưa rời khỏi thiền thành. Điều tra kỹ lưỡng, Sở Trần lấy điện thoại di động ra, nhưng lập tức gặp khó khăn. Cú điện thoại này, hắn không biết gọi cho ai. Gọi cảnh sát, nhưng vô duyên vô cớ, báo cảnh sát nói một cô gái đã bị huyên thần cổ khống chế rồi mang đi, đến lúc đó có khả năng sẽ có một chiếc ô tô từ bệnh viện tâm thần xuất hiện. Những người mà Sở Trần biết ở Thiền Thành là đám người Tôn gia và những gia tộc khác cùng nhau vây quét Hoàng gia thời gian trước, nhưng những người này có năng lượng trong giới kinh doanh thì còn được, về tìm người có vẻ như bọn họ sẽ không giúp được gì. Sau một hồi suy nghĩ, Sở Trần chỉ có thể gọi Tổng Thu, Tiểu Thu, cậu kêu toàn bộ đệ tử của quyền quán mau đi ra ngoài, tìm một người phụ nữ mặc hán phục che mặt. Sở Trần chỉ có thể đem trang phục Dương Tiểu Cẩn mặc ngày hôm qua miêu tả một lần, trọng điểm là che mặt. Nếu như không có che mặt,
trên mặt có mấy đạo vết sẹo rõ ràng. Tống Thu đang ngồi trên Mai Hoa Thung đột nhiên nhận được cuộc gọi của Sở Trần, có chút bối rối. Sau khi Sở Trần nói lại lần nữa, Tống Thu cũng không hỏi thêm câu nào, lập tức vỗ ngực, anh rể, anh yên tâm, hiện tại Tinh Anh quyền quán có gần 2.000 người, miễn là người mà anh rể đang tìm vẫn còn ở Thiền Thành, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cô XJJ ấy. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phủ Hoa Ngọc nhìn Tống Thu với vẻ mặt khó hiểu. Tống Thu đầm lời của Sở Trần thuật lại cho Hoàng Phủ Hoa Ngọc, rồi vội vã rời khỏi Tống gia. Đối phương có lẽ cũng đã rời khỏi Thiền Thành. Sở Trần cau mày, hắn yêu cầu Tống Thu phái đệ tử Tinh Anh quỷ ền quánh ra ngoài, có thể sẽ rút dây động rừng, nhưng không có cách nào, hắn muốn âm thầm đi tìm, biển người mênh mông, thực sự quá khó. Trầm ngâm một hồi, Sở Trần lại gọi điện thoại, Tiêu tiểu thư, cô đang ở đâu? Sở Trần hỏi, tại sân bay Bạch Vân, Tiêu Lãng đeo kính râm, tôi vừa chuẩn bị đi qua kiểm tra an ninh rồi tía vào thành phố Hạ Thành. Dương Tiểu Cở mất tích rồi. Sở Trần không hề giấu giếm. Cái gì? Y Tiêu Lãng sặc mặt tái nhợt. Vài phút sau, ánh mắt Tiêu Lãng kiên định nhìn Tiêu Ly, cô cháu nhất định phải đen thiên thành một chuyến, Tiểu Cẩn đã ị xảy ra chuyện, cháu không yên lòng. Tiêu Ly không có khuyên can, không sao đâu, chỉ hoãn 1-2 ngày xuất phát cũng không vấn đề gì, có điều, nếu như phía sau Dương Tiểu Cẩn thật sự bị người điều khiển, cháu nhất định phải chú ý an toàn, khi về đến nhà, cô sẽ cố gắng nhờ gia đình giúp đỡ và tìm kiếm ở Dương Thành. Tiêu Lãng bước ra khỏi sân bay, dừng lại một chiếc xe, đi thẳng đến Thiền Thành. Biết rằng Tiêu Lãng sẽ đến, Sở Trần một mực đợi ở nhà của Dương Tiểu Cẩn, trong khi Kiều Thương Sinh đang đi quanh nhà để quan sát những kẻ tinh nghi gần đó. Tiêu Lãng vội vàng đẩy cửa bước vào, với vẻ mặt lẫn lộn, Sở Trần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Cẩn sao có thể đột nhiên biến mất, tôi đã cố gắng gọi cô ấy mãi nhưng không được, cô ấy bị người mang đi rồi. Sở Trần nói, cô là bạn của cô ấy, người sau lưng Dương Tiểu Can hẳn cũng biết, cho nên, lấy danh nghĩa của cô, tại Thiền Thành phát động thông báo tìm người. Sự cẩn thận của đối phương đã vượt qua dự tính của Sở Trần cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Lãng có thể mê hoặc bọn chúng, để chúng coi là, chỉ có Tiêu Lãng đang nóng lòng tìm Dương Tiểu Cần. Sau khi vội vàng gọi vào ổ cuộc điện thoại, Tiêu Lãng vô cùng lo lắng, sao đột nhiên Tiểu Cần bị bắt đi, Tiểu Cần còn chưa bao giờ ra khỏi nhà. Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Sở Trần, anh có phải đã biết cái gì không? Sở Trần trầm tư một hồi, sau gió nói, tôi nghi ngờ phía sau Dương Tiểu Cần, đó là một thế lực tà ác khống chế, bao quát cả việc Dương Tiểu Cần bị mù, cũng chính bởi vì thế lực tà ác kia tuyệt đối không phải bị mù từ nhỏ. Khuôn mặt Tiêu Lãng đại biển, đây là những chuyện cô không bao giờ dám tưởng tượng. Nhân tiện, nếu có thể, hãy tìm cô ấy cả ở khu vực Dương Thành. Sở Trần nói, cô đã lo chuyện này rồi. Tim Tiêu Lãng thắt lại, Sở Trần, chúng ta cũng ra ngoài xem một chút đi. Sở Trần gật đầu, mặc dù như mò kim đáy bể, thế nhưng, đi vớt chụp tới, còn hơn là không làm gì cả. Biết đâu xuất hiện kỳ tích thì sao? Vài giờ trôi qua, hoàng hôn đã phủ trên những ngọn núi. Kỳ tích vẫn chưa xuất hiện, Tống Thu bên kia cũng không có tin tức truyền về. Dương Tiểu Cản dưỡng như bỗng biến mất ở thế giới này, hoàn toàn không còn dấu vết nào cả. Sở Trần và Tiêu Lãng trở về nhà của Dương Tiểu Cẩn. Mà này, cậu cố biết sinh nhật của Dương Tiểu Cẩn không? Sở Trần vô ý thức hỏi. Tiêu Lãng nghi hoặc lắc đầu. Sở Trần giải thích, tôi dự định tính mệnh cho cô ấy. Tiêu Lãng bất lực, đã tới lúc này, Sở Trần vẫn tin mấy cái này. Mệnh của Tiểu Cẩn cũng quá khó. Tiêu Lãng thở dài, chúng ta cứ tìm kiếm không mục đích như thế này, thật sự rất khó tìm được Dương Tiểu Cẩn. Sở Trần nói. Bọn họ chỉ cần tùy tiện trốn vào một căn nhà thuê, chúng ta không cách nào đi vào điều tra. Trong lòng Tiêu Lãng một mực thấp thỏm, không có cách nào sao. Hôm nay, đi tìm khắp nơi, lúc đi ngang qua đồn cảnh sát, Tiêu Lãng cũng thử lợi dụng một số mối quan hệ để kiểm tra thông tin của Dương Tiểu Cẩn, nhưng cuối cùng phát hiện, có 5 người tên Dương Tiểu Cẩn ở Thiên Thành, nhưng không ai trong số họ phù hợp với mô tả của cô ấy. Điều này có nghĩa là ngay cả cái tên, Dương Tiểu Cẩn cũng có thể là giả. Thiên Thành căn bản không có người như vậy, lúc này cho dù Tiêu Lãng muốn gọi cảnh sát cũng hoàn toàn không có cách nào làm được, rốt cuộc cô không thể nói ra tin tức cụ thể của Dương Tiểu Cẩn. Thật giống như mò kim đáy bể, Sở Trần cũng suy tư, nếu có thông tin về ngày tháng năm sinh của Dương Tiểu Cẩn, hắn cũng có thể bói toán, đại khái có thể tìm ra phương vị, nhưng bây giờ, khoa trương mà nói, cho dù Dương Tiểu Cẩn đang ở căn nhà bên cạnh bọn họ vào lúc này,
bọn họ cũng không thể biết. Tiêu lão hoàn toàn không còn cách nào, đành phải ngẩng đầu nhìn Sở Trần, làm ơn, anh nhất định phải tìm cách cứu Tiểu Cần. Tiêu lãng chỉ có thể ký thác hy vọng của mình vào Sở Trần, đồng thời, trong lòng cô cảm thấy có điều may mắn duy nhất, chính là hôm qua cô đã mang theo Sở Trần tới đây, nếu không, cô căn bản sẽ không biết Dương Tiểu Cờ vốn bị cầm tù, còn bị dùng nhiều thủ đoạn độc ác đối đãi. Mò kim đáy bể không tìm thấy người, cách duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm là ôm cây đợi thỏ. Sở Trần nói, Tiêu lãng tự hỏi, làm sao ôm cây đợi thỏ, trông coi căn nhà này. Sở Trần ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, đối phương đem Dương Tiểu Cẩn giam cầm ở nơi này nhiều năm, hôm nay vội vàng rút đi, nhất định sẽ có dấu vết để lại, ví dụ như có một tòa thôi miên huyễn trận trong phòng của Dương Tiểu Cẩn trên tầng 2, chúng ta ở đây càng lâu, đối phương càng trở nên lo lắng, một khi bọn họ đến gần nhà này, chúng ta liền có thể theo dõi bọn họ, TLM rõ vị trí. Vậy thì đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây, Tiêu lãng buột miệng, dường như cô lại nhận ra điều gì đó. Hai má nóng bừng lên, câu nói này chính cô nghe cũng thấy lạ. Sở Trần nhìn Tiêu lãng, vị nghệ sĩ piano trẻ trung xinh đẹp đang hot nhất Trung Quốc này, giờ phút này khuôn mặt đang ửng hồng như một cô bé. Nhìn thấy cảnh này, Sở Trần không khỏi trêu chọc, vậy thì chúng ta sẽ thức trắng chơi dương cầm. Khuôn mặt của Tiêu lãng mỏng hơn so với tưởng tượng của Sở Trần, cô lập tức bước đi, quan sát bức tranh chữ trên tường, anh có nghĩ Tiểu Cần đã từng thức tỉnh, lưu lại thứ gì đó trong nhà. Sở Trần lắc đầu. Một người bình thường không thể thoát khỏi sự khống chế của huyễn thần cổ. Hơn nữa, một ngày 24 giờ huyễn thần cổ đều ở trong cơ thể vật chủ, Dương Tiểu Cần làm bất cứ chuyện gì, nó đều có thể phát giác. Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối, Sở Trần và Tiêu Lãng đi từ tầng 1 lên tầng 3, từ những bức tranh trên tường đến cây đàn piano trên tầng 2, rồi đến phòng của Dương Tiểu Cần. Xem ra, ôm cây đợi thỏ cũng không có thu hoạch lớn. Sở Trần tự nói. Ánh mắt nhìn về phía phòng của Dương Tiểu Cần, từ trước mắt đến xem, vu thần môn lưu lại chứng cứ duy nhất, chính là tòa thôi miên huyễn trợ này. Có lẽ chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó mà chúng ta chưa tìm tới. Tiêu lãng nói, cô nói, tôi có thể hoãn việc khởi hành đến thành phố Hạ Thành, chậm nhất là ngày mốt, với tình hình này, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi rời đi. Tiêu lãng nhìn Sở Trần, do dự, nói, Tống gia cách đây không xa, nếu không tiện anh có thể về sớm đi. Có chuyện gì tôi liền thông báo cho anh, một mình cô ở đây. Sở Trần nói, cô không sợ nguy hiểm sao? Tiêu lãng hít sâu một hơi, tôi đã nói, bạn bè của tôi không nhiều, mà lại, tôi lại là người bạn duy nhất của Tiểu Cần, dù chỉ là một tia hy vọng, tôi cũng ở đây trông coi. Sở Trần trầm tư một hồi, sau đó lấy ra một túi thơm đưa cho Tiêu lãng. Đây là khu linh phù mà hắn tiện tay làm ở Tinh La Tiểu Điếm ngày hôm nay, vu thần môn đã xuất hiện tại Thiền Thành. Sở Trần đã lên kế hoạch chuẩn bị thêm nhiều khu linh phù cho người của Tống gia, lo trước tai họa. Cô đeo cái này vào. Sở Trần nhắc nhở, trước khi rời khỏi căn nhà này, hãy mang theo bên người. Tiêu lãng tò mò cầm lấy, nó có thể mang lại may mắn cho tôi sao? Sở Trần nghiêm túc đáp, nó có thể cứu mạng cô. Tiêu lãng không khỏi rùng mình, ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Để nâng cao cảnh giác cho Tiêu lãng, khiến cô ấy nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Sở Trần chỉ có thể nói, kẻ đối phó gì với Dương Tiểu Cẩn trong bóng tối là một thế lực tên là Vu Thần Môn. Vu Thần Môn có một thủ đoạn rất độc ác, đó là khống chế độc vật, bọn họ không cần hiện thân nhưng có thể khống chế rắn độc, côn trùng độc lẻn vào nhà. Dương, Tiêu lãng kinh hãi, cơ hồ nổi da gà, giọng nói run rẩy, anh, đừng loạn nói đùa. Lời tôi nói chính là thật, Sở Trần nói, nhưng cô đừng sợ, khi cô mang theo gỏi này trên người, nếu độc vật xuất hiện. Chúng sẽ không dám tới gần cô trong vòng 2 mét. Tiêu lãng vô thức siết chặt tay mình, trong đầu không khỏi bổ não một chút, sắc mặt tái nhợt, cho dù bọn chúng không qua được, nhưng nhìn thôi cũng sợ quá đi. Tiêu lãng sắp khóc, từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là rắn rết. Tiềm thức cũng nói cho Tiêu lãng biết Sở Trần nhất định không phải đang nói đùa. Giọng của Tiêu lãng run lên, vạn nhất chúng không sợ túi thơm này thì sao? Sở Trần trầm mặc một hồi, Tiêu lãng hai mắt trợn tròn. Thực sự sẽ có, Tiêu lãng càng thêm hoảng sợ. Điều mà Sở Trần đang nghĩ tới là nếu đối phương phá được khu linh phù, thì độc vật sẽ không còn sợ tủi thơm nữa. Trong 5 phút tôi có thể tới đây. Sở Trần nói, nếu có độc vật, hãy gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức. Tiêu lãng sắc mặt tái nhợt, nếu như anh ngủ say quá thì sao? Sở Trần, Tiêu lãng đã não bổ ra vô số tình huống bất ngờ. Cô không sợ bọn trộm lẻn vào,
ngược lại nếu bọn họ xuất hiện thì còn có cơ hội tìm được Dương Tiểu Cần. Nhưng những con rắn độc và côn trùng mà Sở Trần nhắc đến thực sự khiến Tiêu Lãng hoảng sợ. Sở Trần, đêm nay đừng rời đi, Tiêu Lãng nói. Sở Trần sửng sốt một chút, nhìn về phía Tiêu Lãng, khuôn mặt xinh đẹp này đã không còn chút máu. Có vẻ như hắn đã dọa cho cô phát sợ. Sở Trần cảm thán, được rồi, tối nay tôi sẽ ở lại, có điều, ngày mai tôi có chuyện quan trọng, sợ rằng ngày mai cô phải ở đây một mình. Ban ngày tôi không sợ, Tiêu Lãng buột miệng nói, ban đêm anh ở đây là được. Nói xong, mặt Tiêu Lãng không khỏi đỏ lên. Sao đêm nay cô lại cứ nói lung tung vậy? Tiêu Lãng muốn thu hết dũng khí nói với Sở Trần, không có chuyện đâu, anh trở về đi, tôi không có vấn đề, thế nhưng là... Cô thật sự hoảng, hai người tới tầng 2, liền chia nhau hai căn phòng. Sở Trần, trong phòng, sẽ không có việc gì đi. Tiêu Lãng cảm giác dường như tất cả cỏ cây đều là tặc tử. Yên tâm, Sở Trần giờ khóc giờ cười, hôm nay Tiêu Lãng mang tới cho hắn cảm giác nhanh nhẹn dứt khoát, rất có dũng khí. Nhưng từ khi hắn nói ra khả năng cao có rắn độc côn trùng trong nhà, Tiêu Lãng liền sợ hãi. Sau khi Tiêu Lãng trở về phòng, Sở Trần đẩy cửa bên cạnh vào. Có nên gọi điện cho bà xã hay không? Sở Trần trầm tư, sau 5 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên hắn không về nhà vào ngủ. Cuối cùng, Sở Trần vẫn là không có gọi cuộc điện thoại này. Tống Nhan xưa nay sẽ không hỏi qua chuyện của hắn, lúc này gọi về, hắn cảm giác có loại dấu đầu lòi đuôi. Đương nhiên. Nội tâm của Sở Trờ bằng phẳng, dù sống chung một nhà với Tiêu Tiểu Thư nhưng hai người là thanh bạch. Sở Trần gửi cho Ninh Tử Châu một cái định vị, yêu cầu Ninh Tử Châu ngày mai đi thẳng tới đây đón hắn. Nghĩ đến trận chiến ngày mai, trong mắt Sở Trần có tia sáng rực. Ninh Tử Mặc, bày xuống lôi đài trong địa hạ quyền Quánh Vĩnh Dạ, chấp nhận người khiêu chia từ 30 tuổi trở xuống, trong hơn 5 năm, chưa ai có thể thành công đánh bại Ninh Tử Mặc. Tuy nói trận chiến này là để giúp đỡ Ninh Tử Châu. Nhưng trong lòng Sở Trần cũng có chiến ý mãnh liệt. Điện thoại rung lên, Ninh Tử Châu đáp lại. Ninh Tử Châu, Sở Trần, Ninh Tử Châu, định vị sai ư? Sở Trần, không sai, ngày mai cậu theo vị trí này tới đón tôi. Ninh gia, vẻ mặt Ninh Tử Châu tràn đầy nghi hoặc, vị trí Sở Trần phát ra định vị rõ ràng không phải Tống gia, nhưng cách Tống gia cũng không xa, Sở Trần có ý gì? Một bên, Bàng Trung Hiếu trầm ngâm một hồi, nói. Có lẽ Sở Trần không nghĩ để người nhà Tống gia biết hắn tới khiêu chiến tại địa hạ quyền quán. Cũng chỉ có khả năng này. Ninh Tử Châu không nghĩ nhiều, tay khẽ run lên. Lão sư, thầy nói lần này Sở Trần có thể đánh bại đại ca không? Bàng Trung Hiếu rơi vào trầm tư, hồi lâu, ngẩng đầu, ta không biết giới hạn cuối cùng của Sở Trần là như thế nào, nhưng mà, để có thể đánh bại Ninh Tử Mặc, thực sự rất khó. Ninh Tử Châu không khỏi trầm mặc, bất kể như thế nào. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không thể để đại ca cứ mãi trầm luân xuống như thế này. Đêm yên tĩnh, Tiêu Lãng nằm ở trên giường, không có chút nào buồn ngủ. Cô luôn cảm thấy có thứ gì đó dưới gầm giường, nhưng cô không dám đưa đầu nhìn xuống. Cô nắm chặt túi thơm mà Sở Trần đưa trong tay, mặc dù không biết tại sao túi thơm lại có thể khiến rắn độc và côn trùng không dám tới gần, nhưng ít nhất cầm trong tay sẽ giúp cô có chút cảm giác an toàn. Tiêu Lãng lấy điện thoại di động ra. Hôm nay vừa thêm Sở Trần làm bạn, không nhịn được liền gửi tin nhắn, anh ngủ rồi à? Ngay khi Sở Trần nằm xuống, hắn còn tưởng rằng Ninh Tử Châu lại tin nhắn tới, mở ra nhìn thoáng, không khỏi sừng sốt một chút, sau đó liền hiểu ra, Tiêu Lãng có lẽ vẫn còn sợ hãi, không ngủ được. Cô ngủ đi, ta trực đêm. Sở Trần đáp, Tiêu Lãng chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ nhẹ nhõm hơn được, hít sâu một hơi, cô để điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại để ngủ. Bỗng điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên vang lên. Anh rể, hôm nay em phái người đi tìm cả một ngày, nhưng không tìm được người anh cần tìm, ngày mai bọn em sẽ tiếp tục đi tìm. Tống Thu báo cáo tình huống cho Sở Trần, đúng rồi, anh rể, anh sao vẫn còn chưa về? Vất vả, Sở Trần hàm hồ cho qua chuyện, ta có việc, có chút xa nhà, đêm nay ta sẽ không trở về. Tống Thu cúp máy mà không hỏi thêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tống Thu nằm trên giường nghịch điện thoại di động, bỗng thấy hứng thú, mở ra, người lân cận. Gần như cùng lúc đó, Sở Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền mở người lân cận, nói không chừng hôm nay có người ở gần đó đỡ nhìn thấy Dương Tiểu Cần. Tống Thu và Sở Trần đồng thời nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tống Thu ở lại vài giây, sau đó cẩn thận gửi tin nhắn cho Sở Trần. Một lúc sau, thấy Sở Trần vẫn không trả lời tin nhắn, Tống Thu không kìm được mà hô một tiếng, anh rể.
Dấu chấm than đỏ mặt Tống Quyên tối sầm lại. Cậu ta đã bị chặn. Anh rể ở gần đây, vì cái gì không về nhà? Tống Thu nhảy dựng lên, trong đầu nghĩ đến một khả năng. Song song, có phải hay không sẽ dẫn đến biến động trong nhà không? Tống Thu cảm thấy khó xử, điều cậu đang nghĩ đến bây giờ là trong tương lai, chị ba và anh rể sẽ có một đứa con, nếu hai người ly hôn thì đứa trẻ sẽ là mang họ của ai? Không có ngoài ý muốn, Sở Trần không tìm thấy bất cứ manh mối nào khi tìm người lân cận, vì vậy hắn chỉ có thể đặt điện thoại di động của mình xuống và nhắm mắt. Khu dân cư cách căn nhà chưa đầy chục cây số. Phu Tân đang ngồi trên ghế sofa, một người thanh niên trẻ tuổi đang báo cáo tình báo cho ông ta. Tiêu Lãng và Sở Trần đã ở lại ngôi nhà đó tối nay, có điều, nơi đó trừ tòa thôi miên huyễn trận thì không còn bất cứ manh mối nào. Một cái thôi miên huyễn trận không thể đại diện cho Vu Thần Mon. Vu Tân nói, thông báo cho tất cả mọi người, không được tiếp cận căn nhà đó nữa. Khóe miệng Vu Tơ khẽ giật, hắn vội vàng đến Thiền Thành, chính là để di chuyển ký chủ huyễn thần cổ, nhưng lại không nghĩ tới, ký chủ này vậy mà có quan hệ với Sở Trần. Vu Tân biết thực lực của Sở Trần, tự nhiên không dám chủ động trêu chọc hắn. Vì Sở Trần đang tìm ký chủ của huyễn thần cổ nên làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều a. Vu Tân trong lòng đã có sẵn một kế hoạch, chờ Vu Thanh trưởng lão đến, hãy dùng ký chủ của huyễn thần cổ làm mồi nhử, để Sở Trần tự chui vào giỏ. Khuôn mặt của Vu Tân hiện lên một nụ cười, thật sự là trời cũng giúp ta. Một đêm trôi qua, không có sóng gió. Sở Trần mở cửa phòng bước xuống tầng 1, Tiêu Lãng đã ngồi trên sofa tầng 1 với vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ sợ cả đêm đều không ngủ, chờ chút nữa ăn sáng, sau đó ngủ một giấc đi. Sở Trần mỉm cười đi xuống. Nếu để fan của cô NSLN thấy cô như thế này, tôi không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đau lòng đâu. Tiêu Lãng đứng lên lắc đầu, tôi không sao. Cũng không biết tiểu cờ ngờ thế nào. Bọn chúng xác thực duy trì bình thản. Sở Trần nói, chúng ta chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh đi. Khi nào thì ánh đi? Tiêu Lãng hỏi, chờ người tới đón. Sở Trần nói, nhìn vẻ mặt có phần hoảng hốt của Tiêu Lãng. Sở Trần nói tiếp, yên tâm đi. Tối hôm qua đã không có động tĩnh gì thì hôm nay càng sẽ không có chuyện gì. Sở Trần cân nhắc một hồi, nói, kỳ thực, cô cũng có thể trở về, đi tới Hạ Thành càng sớm càng tổ, nếu ở đây có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho cô ngay lập tức. Tiêu Lãng nhướng lông mày, tôi sẽ đợi tới sáng mai rồi rời đi. Vậy thì đêm nay, Sở Trần đang định nói thì bắt gặp ánh mắt của Tiêu Lãng, Tiêu Lãng nhìn Sở Trần với vẻ mặt khẩn cầu, Sở Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, được rồi. Tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Trong lòng Sở Trần cũng không chút hy vọng gì, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Sở Trần vừa ngồi xuống, chuông điện thoại liền vang lên. Lấy ra xem một lượt, trong lòng Sở Trần bất giác nhói lên, vô ý thức liếc nhìn Tiêu Lâm, sau đó ngồi trên sofa trả lời điện thoại, buổi sáng, bà xã. Tống Nhan nói, hôm nay mấy giờ sẽ xuất phát. Sở Trần lúc này mới nhớ tới, mình đã hứa với Tống Nhan sẽ đi cùng cô ấy đến Vĩnh Dạ. Tới giờ, anh và Tiểu Châu sẽ đến đón. Sở Trần đáp, nói xong liền cúp máy. Địa vị trong gia đình vẫn còn rất kha nha. Tiêu Lãng nhìn Sở Trần, đêm không về nhà, cũng không bị tra khảo. Sở Trần xấu hổ, người ngoài đương nhiên không bias, hắn và Tống Nhan kết hôn 5 năm với nhau chỉ là trên danh nghĩa. Đương nhiên Tống Nhan không hỏi hắn bất cứ điều gì cũng là điều bình thường. Sở Trần nhanh chóng nhận được một cuộc gọi khác từ Ninh Tử Châu. Khoảng 12 giờ tôi sẽ xuất phát đi Dương Thành, cô chắc chắn sẽ không rời đi sao? Sở Trần hỏi Tiêu Lãng, trong mắt Tiêu Lãng tràn đầy sự khẩn trương không thể che giấu, hồi lâu, cô vẫn là cắn răng nói, anh đi đi, nói không chừng kẻ địch trong bóng tối biết anh ở đây nên mới không dám có động tĩnh gì. Sở Trần gật đầu, suy đoán của Tiêu Lãng cũng không phải không có lý, trong bóng tối đều là người của Vu Thần Môn, Sở Trần đã từng đối phó với Vu Thần Môn. Đối phương có khả năng kiêng kỵ hắn vài phần, nếu hắn rời đi vào lúc này, sẽ khiến đối phương buông lỏng cảnh giác một chút. Về phần an toàn của Tiêu Lãng, Sở Trần cũng không lo lắng, với Khụ Linh phù hộ thể, nếu Vu Thần Môn để độc vật lẻn vào, cũng không thể uy hiếp được Tiêu Lãng, còn nếu có người xuất hiện thì, vật thì càng tốt. Bên ngoài ngôi nhà, Lĩnh Nam Dược Cốc trưởng lão Kiều Thương Sinh một mực đợi sẵn. Vậy thì cô phải chú ý đến bản thân một chút, Sở Trần nói. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, nhớ luôn mang tủi thơm theo người. Trong đầu Tiêu Lãng xẹt qua hình ảnh về rắn giết độc vật, không tự chủ được giật cả mình. 12 giờ trưa, một chiếc xe đủng giờ dừng ở cửa. Điện thoại di động của Sở Trần cũng vang lên. Tôi đi trước, Sở Trần đứng lên,
hết thảy cẩn thận. Trái tam tiêu lãng đột nhiên thắt lại. Khi Sở Trần ở đó, trong lòng cô dâng lên một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Thấy Sở Trần chuẩn bị rời đi, tiêu lãng lập tức căng thẳng. Cô thậm chí còn cảm giác có một trận gió rét mang theo hơi lạnh tràn qua. Sở Trần vừa mở cửa, tiêu lãng không nhịn được kêu to, Sở Trần. Sở Trần quay đầu lại cười nhẹ, yên tâm đi, không có việc gì. Sở Trần bước ra khỏi cửa, lên xe. Ninh Tử Châu đích thân lái xe. Sở Thúc, Ninh Tử Châu tò mò liếc nhìn căn nhà phía sau Sở Trần. Khi Sở Trần mở cửa căn nhà, Ninh Tử Châu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa xe. Tất nhiên, việc riêng của Sở Trần, Ninh Tử Châu không dám hỏi nhiều. Trở về Tống gia trước, đưa Nhan Nhan cùng đi. Sở Trần nói thẳng sau khi lên xe. Ninh Tử Châu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Chưa đầy 5 phút, thế giới của Sở Thúc, anh ta không hiểu, cũng không dám hỏi. Sau khi đón Tống Nhan, chiếc xe đi thẳng đến Dương Thành. Mấy giờ bắt đầu, Sở Trần hỏi trên xe. 4 giờ chiều, Ninh Tử Châu nói, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó. Ninh Tử Châu dừng một chút, Sở Thúc lần đầu tiên đến địa hạ quyền quán, trước đó hãy cảm nhận bầu không khí một chút. Sở Trần hiểu rõ, Ninh Tử Châu muốn để hắn thích ứng một chút không khí của địa hạ quyền quán Vĩnh Dạ. Đấu lôi đài ở địa hạ quyền quán, nhất định phải ký kết giao ước sinh tử. Tống Nhan lo lắng nhìn Sở Trần, nếu trên lôi đài xảy ra chuyện, nhất định không thể xính cường. Giao ước sinh tử, cái này ngược lại Sở Trần không nghĩ tới, có lẽ đây là sự khác biệt giữa thế giới ngầm và thế giới bên ngoài. Đúng là có giao ước sinh tử, có điều, ngay cả trong địa hạ quyền quán, rất hiếm khi giết được ai đó. Ninh Tử Châu nói, người phụ trách Vĩnh Dạ sẽ kiểm tra và cân đối tất cả các vấn đề này, còn nữa, 5 năm qua, rất nhiều người đã khiêu chiến với anh trai tôi. Mặc dù, họ đều thất bại, nhưng tính mạng của họ cũng không lo. Sở Trần liếc nhìn Ninh Tử Châu. Những từ, không lo về tính mạng, có một chút ý nghĩa sâu xa. Đây là cái gọi là, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Sở Trần cũng đã lý giải. Ở những nơi như địa hạ quyền quán, nếu như ra tay không đủ tàn nhẫn và dứt khoát, người ngã xuống có thể là chính mình. Ninh Tử Châu lải xe vào tòa nhà Quang Minh Dương Thành. Địa hạ quyền quánh VTNH dạ. Chẳng lẽ ở tòa nhà Quảng Minh sao? Tống Nhan có chút không thể tin được. Chính xác, Ninh Tử Châu đã tìm được chỗ đậu xe. Tống Nhan sững sờ trong chốc lát. Tập đoàn Quang Minh là một con cá lớn trong ngành thương mại ở tỉnh Quảng Đông. Nó đứng trong 100 doanh nghiệp hàng đầu hiện nay. Tống Nhan chưa bao giờ tưởng tượng được, một tập đoàn khổng lồ như vậy lại có thể dính líu quan hệ tới Vĩnh Dạ. Ninh Tử Châu thản nhiên đáp, không có nhiều địa hạ quyền quán. Nhưng đằng sau mỗi địa hạ quyền quán đều lực lượng tư bản trong lưng, Vĩnh Dạ có thể xưng là địa hạ quyền quán lớn nhất tỉnh Quảng Đông, còn tập đoàn Quảng Minh chỉ là một trong những ông chủ mà thôi. Tống Nhan lại thêm sửng sốt, lời nói của Ninh Tử Châu là ẩn chứa một thông điệp, bối cảnh trong Vĩnh Dạ, so với cô tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Cả ba bước vào thang máy, Ninh Tử Châu lấy ra một tấm thẻ màu đen đặc biệt, quẹt cảm ứng trên thang máy, sau đó ấn vào hầm tầng 3. Đồng thời, Ninh Tử Châu mở miệng giới thiệu, toàn bộ tầng 3 dưới lòng đất của tòa nhà Quảng Minh là địa phương của Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ cũng triển khai hệ thống thành viên, chỉ những thành viên có thẻ rẽn mới có thể tự do ra vào Vĩnh Dạ. Đang nói chuyện, đã nhanh chóng tới hầm tầng 3, cửa thang máy đã mở. Tống Nhan cảm thấy trong lòng hồi hộp không thể giải thích được, vô ý thức siết chặt góc áo. Nhưng mà, cảnh tượng đầu tiên sau khi bước ra khỏi thang máy, vượt quá sức tưởng tượng của Tống Nhan. Trong trí tưởng tượng của Tống Nhan, một nơi như vậy hẳn là hỗn loạn và ầm ĩ, rồng rắn lẫn lộn, tràn ngập la hét, điên cuồng, vân vân. Nhưng thứ hiện ra trước mắt cô lại là một sự xa hoa diễm lệ. Dưới chân có một tấm thảm mềm mại, hai bên tường chạm khắc hoa văn tuyệt đẹp, trang trí trên bức tường trên đầu cũng phi thường lộng lẫy. Vài cô gái dáng người thon dài đứng cạnh thang máy, một người trong số đó bước tới với nụ cười trên môi, hoan nghênh đến với Vĩnh Dạ. Xin hỏi ông chủ có hẹn trước không? Ninh Tử Châu đưa thẻ, phòng 661 buổi tối. Sở Trần nhận thấy, mấy cô gái với nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, đồng thời giật mình. Người phụ nữ cầm lấy tấm thẻ, sau khi cầm ứng xong, trong mắt hiện lên một nụ cười, chúc ông chủ may mắn, mời đi theo tôi. Cô gái dẫn ba người Sở Trần đi về một hướng. Mấy cô gái sau lưng liền thảo luận vào lúc này. Lại thêm một người thèm muốn giải thưởng hàng chục triệu ở phòng 661, chỉ có thể chúc họ may mắn. Hai thanh niên này ngược lại trông khá đẹp trai, nhưng ở Vĩnh Dạ, nhan sắc không thể mang ra so sánh.
Tôi thấy cô lại bắt đầu điên rồi đó. Ninh Tử Châu đi lên phía trước giới thiệu tình hình của Vĩnh Dạ với Sở Trần và Tống Nhan. Thực ra, hầu hết các đấu trường của Vĩnh Dạ đều đóng cửa và chia thành nhiều phòng. Ninh Tử Châu nói, tất nhiên, xung quanh mỗi phòng sẽ có khán đài, chỉ cần là hội viên của Vĩnh Dạ, có thể vào xem trận đấu và đặt cược bất cứ lúc nào. Vĩnh Dạ cũng có khu vực công cộng, nhân tiện, chị gái, hãy đưa chúng tôi đến khu vực công cộng trước. Ninh Tử Châu nói, cô gái mỉm cười gật đầu, ông chủ có thể gọi tôi là Thất Thất. Cô gái dẫn ba người họ đi gần 2 phút, sau một khúc quanh, một cánh cửa lớn hiện ra trước mặt họ. Trước cửa chính có 7-8 nhân viên bảo vệ canh cửa. Phía trước chính là khu vực công cộng của Vĩnh Dạ, đây cũng là nơi sôi động và đẫm máu nhất ở Vĩnh Dạ. Cô gái tên Thất Thất ra hiệu cho bảo vệ mở cửa, đồng thời khuôn mặt mỉm cười ra hiệu, chào mừng ông chủ tới đây, hãy tới Vĩnh Dạ, cảm nhận sức hấp dẫn của Vĩnh Dạ đi. Trước khi đi vào, ba người Sở Trần nộp ra điện thoại di động của bản thân. Ở Vĩnh Dạ, bị cấm mang theo các công cụ truyền tin. Cũng sẽ có người làm đủ mọi cách để tìm kiếm sơ hở, bí mật chụp nén tình hình của Vĩnh Dạ. Sở Trần nhìn thấy video chiến đấu liên quan tới Ninh Tử Mặc, cũng đều là góc độ chụp lén. Chúng ta đang đến khu vực công chúng khu C của Vĩnh Dạ, khu vực công chúng khu A và B của Vĩnh Dạ nằm trên tầng hầm thứ nhất và thứ hai của tòa nhà Quang Minh. Cô gái Thất Thất biết được Sở Trần và Tống Nhan lần đầu tiên đến Vĩnh Dạ, đố ơ với một chùa sự tình liên quan tới Vĩnh Dạ, giảng giải không ít. Đồng thời, Thất Thất thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tống Nhan một cách tò mò, tỷ lệ nam nữ đến Vĩnh Dạ để mua vui là 7/3, thậm chí những nam nhân rất ít khi dẫn bạn gái của họ tới đây, dù sao, khách đến Vĩnh Dạ thường hay đi cùng một cô trợ lý xinh đẹp. Ánh mắt Sở Trần rơi xuống lôi đài gần nhất, hai người trong lôi đài đang quyết đấu. Sự va chạm giữa từng cú quyền tạo cho mọi người tác động thị giác cực kỳ mạnh mẽ, xung quanh vang lên tiếng reo hò không ngừng. Những con số màu đỏ ở bên cạnh lôi đài đại biểu cho tổng số tiền thường của lôi đài đó, bên thắng cuộc sẽ nhận được số tiền này sau khi Vĩnh Dạ khấu trừ một phần phí thủ tục. Thất Thất giới thiệu nói, những con số màu vàng đại biểu cho ngạch đặt cược của lôi đãi này, bên thắng có thể nhận được chia một phần, đương nhiên chi tiết mỗi trận đấu đều khác nhau. Cho nên mỗi lôi đài đều phải ký hợp đồng chi tiết rồi mới bắt đầu khiêu chiến. Sở Trần nhìn qua, liền thấy tổng dây thưởng là nằm vạn, nhưng số tiền đặt cược đã lên tới 36 vạn. Sở Trần không khỏi hít sâu một hơi lạnh, đây chỉ là một trong những trận đấu ở khu vực công cộng của Vĩnh Dạ, vậy mà lại có luồng cá cược cao như vậy, khi đó, toàn bộ Vĩnh Dạ chỉ đơn giản là một cỗ máy hút tiền. Khó trách tập đoàn Quang Minh chỉ là một trong những ông chủ của Vĩnh Dạ. Một chiếc bánh khổng lồ như vậy, một nhà căn bản gặm không nổi. Phương thức đánh cược, không chỉ có thắng thua, mà còn có nhiều thử khác, ví dụ, ai sẽ bị đánh vào mặt trước, đó cũng sẽ trở thành một lựa chọn để đặt cược, tỷ lệ cược cũng khác. Thất Thất mỉm cười, đương nhiên, thu hoạch lớn nhất là người chiến thắng trên lôi đài, thường một trận thắng có thể nhận được một khoản tiền rất lớn. Đây cũng chính là điều thu hút các quyền thủ đến địa hạ quyền quán như Vĩnh Dạ. Thắng một trận, trở nên giàu có. Tựa như tại phòng 661 này, số tiền tích lũy kim ngạch của giải thưởng đã sớm vượt quá 10 triệu, ai đánh bại được, đáp án, ít nhất có thể nhận được số tiền khổng lồ 10 triệu kia. Cô gái Thất Thất đôi mắt rực lửa, khôn biết là vì cái tên, đáp án, hay vẫn là khoảng tiền 10 triệu kia. Trên lôi đài, trận chiến nhanh chóng phân ra thẳng bại, những tiếng hò reo điên cuồng từ xung quanh vang lên, thu hút rất nhiều người đến xem. Loại địa phương này, quá dễ khiến tâm hồn méo mó. Tống Nhan đột nhiên cảm thán một tiếng, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, lịch lãm nhã nhặn, thần sắc khuôn mặt theo biến hóa trên lôi đài, khi thì mừng rỡ, khi thì dữ tợn, sau trận chiến, anh ta còn hung hăng tát cô gái đi cùng bên cạnh, chửi thề. Tống Nhan ngay từ đầu nhìn người đàn ông này có chút quen mắt, liền nhanh chóng nhận ra anh ta là nhân vật nổi tiếng trong Thương Vòng Dương Thành, nhưng một màn trước mắt này, những người xung quanh dường như không hề thấy lạ lẫm. Dưới hoàn cảnh lớn như vậy, rất dễ dàng đem nhân tính ác ma trong đáy lòng dẫn dụ ra. Sở Trần hiểu ý tứ của Tống Nhan, cảm thán một tiếng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đi thôi, chúng ta trở về phòng đợi đi. Sở Trần không có nhiều hứng thú với những nơi như vậy. Ồ, đây đợi chưa đến 10 phút, đã nhìn quá nhiều hình ảnh mà bản thân không thể nhìn thấy bên ngoài. Gian phòng 661, kính giữa cản phòng là một lôi đài rộng khoảng 100 mét vuông. Phía trên ánh đèn sáng tỏ. Xung quanh có một sổ vị trí được bố trí để khán giả vào phòng. Khán đài có 2 tầng, tầng dưới cùng dành cho khán giả bình thường, tầng 2 là từng gián phòng riêng.
Thất Thất nói, khán giả vào phòng phải có hơn 1 vạn trở lên mới có tư cách vào phòng, mà ngạch đặt thấp nhất ở trong phòng này là 5 vạn. Các vị là người khiêu chiến, có thể miễn phí chiếm 1 vị trí. Sở Trần liếc nhìn căn phòng được thiết kế lộng lẫy, trong lòng không khỏi tân thường thủ bút của Vĩnh Dạ. Một cản phòng rộng hơn 100 mét vuông, ánh đèn tập trung trên lôi đài, tạo cho người ta cảm giác loại áp bách, nhưng đồng thời cũng không kìm cảm giác nhiệt huyết. 3 giờ chiều, trong địa hạ quyền quảnh Vĩnh Dạ, loa phóng thanh đột nhiên vang lên. Các vị khách quý, buổi chiều tốt lành, phòng dạ 661 sẽ mở cửa trong 30 phút nữa, nếu muốn cá cược, mời đến. Sở Chờ đám người cũng nghe thấy tiếng phát thanh trong phòng. Lần này, không đợi Thất Thất giải thích, Ninh Tử Châu đã chủ động nói, các phòng của Vĩnh Dạ đều có các đài chủ thường trú tại lôi đài chiến. Một khi có người khiêu chiến, Vĩnh Dạ sẽ phát thông báo trước trận chiến 1 tiếng. Phát thanh sẽ được lặp lại 3 lần. Toàn bộ VTNS dạ, trong nháy mắt oanh động. Dạ 661, ta không nghe lầm chứ, vậy mà lại có người khiêu chiến, đáp án. Ghi chép chiến thắng liên tiếp dài nhất Vĩnh Dạ, lại kéo dãi thêm 1 trận. Sớm có quyền uy phân tích xu, kết luận, người 30 tuổi trở xuống, đáp án, là sự tồn tại vô địch, ý nghĩa người khiêu chiến chỉ là cho gian phòng dạ 661 gia tăng giải thưởng thêm 10 vạn mà thôi. Mặc dù là một trận chiến dấu thắng bại không có bất ngờ, nhưng mà lại có thể tận mắt nhìn thấy chiến thần, đáp án, chiến đấu, không thể bỏ qua a. Không ít người đã kịp phản ứng. Ngay lập tức hướng tới gian phòng dạ 661. Dù sao, gian phòng có số chỗ ngồi hạn chế. Loại gian phòng lôi cuốn như dạ 661 này, chỉ hơi đi qua trễ, thì dù tập hợp đủ vạn đồng cũng không đi vào được. Lương Xuyên là một tiểu thương ở Dương Thành, tài sản dòng có vài triệu đồng, cuộc sống khá ổn. Lương Xuyên bình thường cũng là một fan hâm mộ của công phu quyền cước, trong lúc vô tình biết được sự tồn tại của Vĩnh Dạ, lập tức như mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng của hắn. Lương Xuyên cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tới Vĩnh Dạ 1-2 lần, có khi chi là thuần túy cảm thụ một chút không khí Vĩnh Dạ, quan sát người khác đánh quyền mình cũng sẽ có thu hoạch, có khi cũng thỉnh thoảng sẽ hạ cược một chút. Hắn cũng nghe thấy phát thanh, dạ 661, Lương Xuyên tiếp xúc với Vĩnh Dạ đã nửa năm, nhưng anh ta cho tới nay còn chưa gặp được dạ 661 mở cửa, hắn đương nhiên rất tò mò về chiến thần truyền kỳ đáp án của dạ 661. Mức cược tối thiểu để vào phòng là 1 vạn, Lương Xuyên do dự một lúc, sau đó sải bước về phía dạ 661. Có rất nhiều người giống như Lương Xuyên ở Vĩnh Dạ, chẳng mấy chốc, phòng dạ 661 thông báo đã KLN chỗ. Còn như các gian phòng tầng 2, sẽ dắt ít người xuất hiện. Còn khoảng 10 phút nữa, lần này Vĩnh Dạ sẽ công bố phong thức cá cược. Chậc chậc, không biết làm sao để có thể đánh cuộc lần này. Bên cạnh Lương Xuyên, một người đàn ông đang vô cùng phấn khích lẩm bẩm. Lương Xuyên không khỏi hiếu kỳ, cá cược trong phòng này còn có hạn chế gì sao? Người đàn ông liếc nhìn Lương Xuyên, sau đó mỉm cười, anh vậy mà không biết, phàm là dạ 661 mở cửa, chưa bao giờ đặt cược thắng thua, bởi vì, đáp án, mặc định thắng chắc. Một trận chiến được quyết định trước khi nó bắt đầu. Lương Xuyên sững sờ một lúc sau mới lẩm bẩm một mình, có lẽ đây lớ, đáp án. Trong lòng Lương Xuyên đối với vị chiến thần, đáp án, hôm 5 năm chưa bại một lần này càng thêm hiếu kỳ. Không biết người hôm nay khiêu chiến, đáp án, là ai? Mắt người đàn ông dán chặt vào một màn hình lớn phía trên lôi đài, khi bàn khẩu mở ra, thông tin về trận chiến của cả hai bên cũng sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Căn phòng tầng 2, Sở Chờ đám người đang ngồi trên sofa, ánh mắt qua cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ tình hình của lôi đài. Ninh Tử GONSLN đồng hồ trên tòng, còn nửa giờ nữa, trận chiến giữa Sở Trần và Ninh Tử Mặc sẽ bắt đầu. Trong hơn 5 năm, Ninh Tử Châu cố gắng tìm không ít người, nhưng không có ai là đối thủ của Ninh Tử Mặc. Thời gian trận chiến trên lôi đài càng ngày càng gần, trong lòng Ninh Tử Châu cảm thấy càng phiền muộn. Anh ta sợ hãi, sợ lần này những mong đợi của anh lại trở thành cóng dã tràng. Hai người khiêu chiến phải bước vào lôi đài trước 10 phút, cô gái Thất Thất nói. Đáp án, cho tới nay luôn sống trong phòng VIP của Vĩnh Dạ, tôi không biết người khiêu chiến của các vị bao lâu nữa sẽ tới. Nghe vậy mấy người đều sững sờ. Tôi là người khiêu chiến. Sở Trần trả lời, Thất Thất kinh ngạc, đánh giá Sở Trần. Mấy người ở đây, dù là Sở Trần hay Ninh Tử Châu, cùng Tống Nhan, theo suy nghĩ của Thất Thất, đều là những tuấn nam mỹ nữ trói gà không chặt, hẳn là con em nhà hào môn, nghe tới tiền thưởng của dạ 661 là 1000 vạn liền tìm người tới khiêu chiến.
Nghe được người khiêu chiến chính là Sở Trần, Thất Thất thực sự sửng sốt, có điều, cô là người làm việc chuyên nghiệp, thần sạc khôi phục nhanh chóng, mỉm cười, vị tiên sinh này, vậy tôi chúc ngài may mắn. Trừ khi xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi thiên phú siêu cường, lại có vận khí nghịch thiên, bằng không, đáp án, chính là thần thoại bất bại được công nhận tại lôi đài này. Theo suy nghĩ của Thất Thất, Sở Trời hiển nhiên không phải. Trong gian phòng đột nhiên có một tiếng hoan hô, ánh mắt của một số người đã nhìn sang. Trên màn hình lớn hiện ra thông tin của đài chủ. Đài chủ, đáp án, tuổi, 29 tuổi, thời gian thủ lôi, nám nảm 9 tháng. Phái dưới còn liệt kê ra danh tự của từng người bị đánh bại bởi đáp án, trong đó có rất nhiều quyền thủ trẻ tuổi có tiếng tâm trong quyền giới ngần. Ta rất hiếu kỳ, ai dám khiêu chiến, đáp án. Mọi người trong phòng 661 đều nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trên lôi đài. Ngay sau đó, hồ sơ của người khiêu chiến xuất hiện trên màn hình. Người khiêu chiến, Sở Trần, tuổi, 23 tuổi. Tham khảo tư liệu, được biết đến là tông sư trẻ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông, từng đánh bại một trong những minh chủ của Liên minh Tông sư Cửu Thành, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Mọi âm thanh xôn xao vang lên, không phải vì thành tích của Sở Trần, mà vì tuổi của hắn. 23 tuổi, Lương Xuyên sửng sốt, người khiêu chiến còn trẻ tuổi như vậy. Là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng dễ dàng giành được ngàn vạn giải thưởng sao. Người đàn ông bên cạnh chế nhạo, quả nhiên lại là một trận không có giá trị. Tông sư trẻ tuổi nhất, trên lôi đài vĩnh dạ xưa nay không khuyết thiếu loại cấp bậc quyền thủ này, coi như đánh bại Hoàng, Phủ Hoàng Ngọc thì thế nào, đáp án, tại địa hạ quyền quán rèn luyện hơn 5 năm, đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Chỉ sợ liền 5 chiêu đều không cần đi. Tôi thậm chí còn tò mò hơn, vĩnh dạ lần này đặt cược như thế nào, 1 phút hẳn là sẽ đánh bại Sở Trần. Trong phòng, Sở Trần liếc mắt nhìn Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu vội vàng nói, tư liệu là do tôi gửi, mọi thông tin cơ bản của người khiêu chiến đều phải được vĩnh dạ tham khảo, làm cơ sở cho việc giao dịch. Sở Trần gật đầu, dù sao thì hắn cũng không quan tâm đến những thứ này, đây cũng không phải bí mật gì. Cậu nghĩ tỷ lệ cược của vĩnh dạ để tôi thắng sẽ là bao nhiêu? Sở Trần cười nói, một bên, Thất Thất giật mình, nhịn không được nói, phòng dạ 661 đã lâu không có đặt cược tỷ lệ thắng thua. Ý tử rõ ràng, đêm nay cũng sẽ không có. Anh ta thực sự lợi hại như vậy sao? Đôi mắt Tống Nhan tràn đầy lo lắng. Bên ngoài náo động lại vang lên. Thất Thất nhìn, cũng hoàn toàn choáng váng. Bàn khẩu mở ra trên màn hình. Nhiều phương thức cá cược khác nhau. Ví dụ, trận chiến giữa hai bên sẽ kéo dài trong bao lâu, trong vòng 5 phút, 5 phút đến 10 phút, 10 phút đến 15 phút, chờ một chút. Trong số đó, điều gây sốc nhất của lần này, vĩnh dạ thực sự đã mở bàn khẩu thắng bại. Sở Trần thắng, 1-50, đáp án thắng, 1-0.5 không thể tin được, sự xuất hiện của tỷ lệ cược thắng bại của vĩnh dạ, có nghĩa là mặc dù vĩnh dạ không nghĩ rằng, đáp án, sẽ thua, thế nhưng... Sở Trần vẫn còn cơ hội thắng trong trận chia lôi đài. Vĩnh dạ vậy mà để mắt tới Sở Trần. Mặc dù đang ngồi ở ô trên tầng 2, nhưng cuộc thảo luận bên dưới quá ồn ào, Sở Trần đã nghe thấy không ít. 1-50, đây cũng gọi là để mắt tới ta. Sở Trần bĩu môi, tôi phải cảm ơn Vĩnh dạ a. Thất Thất liếc NSLN Sở Trần và nói, 1-50 đã là tỷ lệ đặt cược cao nhất do Vĩnh dạ định giá. Có nghĩa là, nếu nó có thể cao hơn. Nói không chừng là 1-100 đi. Sở Trần ngay lập tức hiểu ý Thất Thất. Thất Thất có chút ngượng ngùng, đồng thời, 0.5 là tỷ lệ thấp nhất của vĩnh dạ. Xuất hiện loại tình huống này hẳn là do vĩnh dạ cảm thấy sau khi nghiên cứu tư liệu của ngài sẽ có những yếu tố không chắc chắn nên mới mở ra bàn khẩu thắng bại. Trên thực tế, không có nhiều ý nghĩa. Nó chỉ thể hiện một cái thái độ của vĩnh dạ. Nhưng mà, đối với những người có mật lúc này, vĩnh dạ đã là rất coi trọng Sở Trần. Trong bàn khẩu của dạ 661, dã từ lâu không có mở ra bàn thắng bại. 1-50, Lương Xuyên nhìn chằm chằm màn hình lớn, có chút hưng phấn y nói, vạn nhất Sở Trần thắng, ta mũ lại vừa vặn đánh. Tiền cược tối thiểu trong phòng này là 1 vạn, gấp 50 lần chính là 5 mũ y vạn. Anh đáng nằm mơ, người đàn ông bên cạnh trợn tròn mắt, cô cho rằng vĩnh dạ là kẻ ngu sao. Thực ra, đây cũng có thể nói là một bàn câu cá. Dùng tỷ lệ siêu cao hấp dẫn những người có ý tưởng về chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Theo như tôi biết, tỷ lệ cược cao nhất mà vĩnh dạ mở ra chỉ là tỷ lệ cược 1-20 từng được người cược chúng. Cho dù tỷ lệ cược cao đến đâu, về cơ bản, đặt cược là đưa tiền cho vĩnh dạ. Lương Xuyên mỉm cười, tôi cũng chỉ nói một chút mà thôi,
tôi không ngốc đến mức gió, tôi là đang nhìn vào tỷ lệ cược. Người anh em, anh coi trọng bàn khẩu nào? Nam tử trầm ngâm một hồi, bày mưu nghĩ kể, tự tin nói, lựa chọn, đáp án, trong năm kết thúc chiến đấu, hoặc là 5 phút đến 10 phút kết thúc chiến đấu, tỷ lệ đặt cược mặc dù không cao, nhưng là tuyệt đối chắc thắng. Long Xuyên gật đầu, cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ đi theo anh. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái của Lương Xuyên, người đàn ông không khỏi tự hào khoe khoang, tôi nói với anh, đối với tôi, Vĩnh Dạ là một cây ATM, bất cứ khi nào tôi thiếu tiền, tôi đều có thể đến lấy. Người đàn ông đang nói chuyện, anh ta đã bắt đầu mang dụng cụ cá cược ra trước mặt, sau một vài cú nhấp chuột, hắn quyết định đặt cược của mình, được rồi, dù sao, khả năng kết thúc trận chiến trong vòng 10 phút là khá lớn, tỷ lệ cược không cao, tôi đặt 10 vạn đồng, có thể kiếm được khoảng 2 vạn. Người đàn ông mỉm cười, kiếm 2 vạn trong 10 phút, loại cơ hội kiếm tiền này cũng không thường gặp. Lương Xuyên cũng chuẩn bị xuống tiền, ánh mắt đảo qua từng tuyển hạng đặt cược trên màn hình, hắn chuẩn bị đặt xuống kim ngạch thấp nhất, 1 vạn đồng. Theo người đàn ông đặt cược, nếu thắng, có thể kiếm được khoảng 2 ngàn. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt Lương Xuyên thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tỷ lệ cược cao nhất, Sở Trần thắng, 1 vạn nhân 50 lần. Để tôi nói cho anh biết, vẫn có một số kẻ ngốc trong Vĩnh Dạ. Bọn họ không trải qua bất kỳ phân tích chặt chẽ nào khi đặt cược, vì vậy bọn họ đã bắt những con có tỷ lệ cược cao để đặt cược. Người đàn ông lúc này nhìn không được lại mỉm cười nói một câu, nói thật, nhà cái thích nhất xuống tiền, ánh mắt đảo qua từng tuyển hạng đặt cược trên màn hình, hắn chuẩn bị đặt xuống kim ngạch thấp nhất, 1 vạn đồng. Theo người đàn ông đặt cược, nếu thắng, có thể kiếm được khoảng 2 ngàn. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt Lương Xuyên thỉnh thoảng cũng liếc nhìn tỷ lệ cược cao nhất, Sở Trần thắng, 1 vạn nhân 50 lần. Để tôi nói cho anh biết, vẫn có một số kẻ ngốc trong Vĩnh Dạ, bọn họ không trải qua bất kỳ phân tích chặt chẽ nào khi đặt cược, vì vậy bọn họ đã bắt những con có tỷ lệ cược cao để đặt cược. Người đàn ông lúc này nhìn không được lại mỉm cười nói một câu, nói thật, nhà cái thích nhất dạng đồ đần như thế này. Mặt Lương Xuyên nhất thời nóng lên, anh ta chính là kẻ ngốc mà người đàn ông đang nói. Số tiền đặt cược của Lương Xuyên tại Vĩnh Dạ thường không lớn nên anh ta thường chọn một số tỷ lệ cược cao để đánh lấy may rủi. Lương Xuyên ngẩng đầu nhìn thông tin về Sở Trần trên màn hình lớn. Tông sư quyền giới trẻ nhất tỉnh Quảng Đông, đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, phần chiến tích này thực sự chẳng là gì ở Vĩnh Dạ, mà lại. Sở Trần mới 23 tuổi, một ăn 50, chẳng trách lại có tỷ lệ cược cao như vậy. Lương Xuyên cảm thán một tiếng, dụng cụ cược trong tay đã nhắc nhở. Cho biết thời gian đếm ngược đặt cược còn 2 phút. Ánh mắt của Lương Xuyên từ đầu tới cuối không thể rời được tỷ lệ cược, Sở Trần thắng. Vạn nhất thắng thì sao? Giọng nói này cứ vang lên trong đầu anh ta. Nhưng mà, người đàn ông bên cạnh đã nói rằng chỉ có kẻ ngốc mới đánh cược như vậy. Lương Xuyên vô ý thức thu mình lại, cuối cùng vẫn là tỷ lệ cược 1 ăn 50 cám dỗ anh ta thành công. Sở Trần thắng, 5.000. 5 đến 10 phút để kết thúc cuộc chiến, 5.000. Vì sợ người bên cạnh nhìn thấy, Lương Xuyên thao tác nhanh chóng, đặt cược xong liền nhìn lên màn hình lớn. Hắn có chút hiếu kỳ, ngoài trừ hắn ra thì còn có kẻ ngốc, nào nữa, ba, một người có tâm hồn phiêu lưu mạo hiểm. Lương Xuyên lấy cái này để hình dung ra việc đặt cược của mình. Sau thời hạn đặt cược kết thúc, số tiền đặt cược cụ thể sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Một tiếng động lớn ngay lập tức vang lên khắp căn phòng. Lương Xuyên cũng sững sờ. Trên màn hình lớn hiện ra tùy chọn, Sở Trần thắng, số tiền đặt cược là 505.000. Điều này có nghĩa là ngoài 5.000 đồng của anh ta, còn có 5 vạn đồng tiền đặt cược, cược là Sở Trần thắng. Nhiều người lạc quan về Sở Trần như vậy sao? Lương Xuyên ngẩng đầu lên, tuy rằng hắn đỡ sớm phát hiện mọi người xung quanh tán gẫu, nhưng không có ai thừa nhận đặt cược cho Sở Trần thắng. Không ai muốn bị coi là một kẻ ngốc, 50 vạn, chắc là của ai đó từ gian phòng phía trên. Một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhiều người đều nhìn lên căn phòng phía trên. Đặt cược tối thiểu cho gian phòng tầng 2 là 50 vạn. Số lượng khán giả trong phòng là 100 người, nhưng lúc này, hầu như tất cả mọi người đều nhìn lên phương hướng của các căn phòng tầng 2, chỉ là, ở dưới tầng 1, không thể nhìn thấy tình hình ở các căn phòng tầng 2. Đúng thật, ngoài kẻ ngu ngốc đánh cược 5NZSLN đồng, còn có đám thừa tiền phía trên đặt cược mà thôi. Người đàn ông bèn cạnh Lương Xuyên thở dài, hắn không dám nói những người ngồi trên các phòng là kẻ ngốc, có thể tùy tiện vung 50 vạn, đó là hạng người bạn không thể dây vào. Đám người lộn xộn trong Vĩnh Dạ, không ít trường hợp đặt cược 10 vạn đồng trong ván cược hôm nay, chẳng qua nhìn thấy cơ hội không nhiều,
khó có thể tiêu nhiều hơn. Trong căn phòng, đám người Sở Trần cũng sửng sốt một chút. Không ngờ, vậy mà vẫn có người mua cho ta thắng trận. Sở Trần nhìn y Ninh Tử Châu, Tiểu Châu, không phải là cậu đấy chứ. Ninh Tử Châu sững sờ, sau đó lắc đầu cười khổ. Hắn ngược lại hy vọng Sở Trần sẽ thắng. Chỉ là hắn không có ý sẽ đánh cược. Thất Thất, chúng ta có thể tra ra ai đã đặt cược không? Tống Nhan hỏi, Thất Thất lắc đầu, Vĩnh Dạ sẽ bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và người chơi. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên, không chỉ có người đặt cược tỷ lệ cược cao nhất đó là Sở Trần thắng 50 vạn, ngược lại, một bên khác, đáp án thắng có người đặt cược 100 vạn. Với tỷ lệ cược thấp như vậy, đặt 100 vạn cũng không kiếm được bao nhiêu, nhưng mà, dù sao một người có thể dễ dàng rút ra 100 vạn, sẽ không để ý chút tiền thưởng nhỏ như vậy. Thất Thất lẩm bẩm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, Sở Trần liếc nhìn tổng số tiền đặt cược đã lên gần 5 triệu, trong lòng không khỏi cảm thán, Vĩnh Dạ quả thực là một con gà đẻ trứng vàng. Sở tiên sinh, giao đấu sẽ bắt đầu sớm thôi, mời ngài đi xuống chuẩn bị một chút. Thất Thất nói. Ninh Tử Châu đột nhiên trở nên căng thẳng, nín thở, nghiêm túc nhìn Sở Trần, khẩn cầu nói, Sở Thúc, nhờ Thúc. Sở Trần, cẩn thận một chút, Tống Nhan cũng nói, Sở Trần gật đầu, cùng Thất Thất bước ra khỏi căn phòng. Trong một gian phòng khác, có một người phụ nữ mặc váy, khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ mọng, cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Sở Trần đã đi xuống tầng 1, thật không nghĩ tới, người khiêu chiến, đáp án, hôm nay lại là Sở Trần. Tiểu thư dùng 50 vạn đặt Sở Trần thắng, có phải xúc động quá hay không? Người đàn ông trung niên bên cạnh thấp giọng mở miệng, 50 vạn không tính là gì cả, đó là biểu thị thiện chí của tôi với Sở Trần, người có thể khiến Hoàng Phủ Hoàng Ngọc hạ thấp dáng vẻ như vậy, tôi không tin anh ta chỉ là một tên ở rể của Tống gia ở Thiên Thành. Người phụ nữ này là chủ của 213, Giang Ánh Đào, tôi càng thêm hiếu kỳ hơn về người đang ngồi đối diện bên kia, đặt cược 100 vạn đáp án, giành chiến thắng. Theo suy nghĩ của tôi, có loại thuần túy cảm giác hú ồn nôn, chẳng lẽ là kẻ thù của Sở Trần. Đáng tiếc, Vĩnh Dạ đã làm rất tốt việc giữ bí mật, trừ khi giống như Sở Trần bước xuống tầng 1, bằng không, nếu họ rời đi từ cửa sau của căn phòng, căn bản không thể biết đối phương là ai. Giang Tổng Quản cũng rất tò mò. Gian phòng đối diện, khóe miệng người phụ nữ lạnh lùng nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô song, còn vốn dĩ muốn đến Vĩnh Dạ để thử tìm, đáp án, mời. Đáp án, ra tay đối phó Sở Trần, nhưng không nghĩ tới, gặp phải Sở Trần tới khiêu chiến, đáp án, hắn thực sự cho rằng mình là vô địch sao? Người phụ nữ này chính là Diệp Yên của Diệp gia. Đáp án, từ khi xuất hiện trong Vĩnh Dạ, chưa một lần thất bại, đáng tiếc, anh ta ra tay thường không nặng, chúng ta cũng không nói chuyện trước với anh ta, nếu không, dù có phải trả gla thật cao, cũng phải để, đáp án, triệt để phế bỏ Sở Trần trên lôi đài. Ngồi đối diện với Diệp Yên. Chính là nhị gia của Hoàng gia, Hoàng Vũ. Đáy mắt Hoàng Vũ tràn đầy oán hận. Hoàng gia tại Thiền Thành, đệ nhất hào môn, như là mặt trời ban trưa, uy phong cỡ nào, nhưng không ngờ chỉ vì con trai của hắn đánh một ông già vô cùng bình thường, gây ra hàng loạt vụ xích mích, dẫn đến sự sụp đổ của Hoàng gia. Hoàng Ngọc Hằng vẫn nằm trên giường không dậy nổi, mà hắn, Hoàng nhị gia được mọi người kính ngưỡng, giờ đã trở thành một người mang họ Hoàng. Rất nhiều người đều ở sau lưng chỉ trỏ. Nếu như không phải Hoàng Ngọc Hằng ngang ngược càn rỡ, trêu chọc người không nên dây vào, Hoàng gia sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Hoàng Vũ không có ý gì khác, hẳn chỉ muốn báo thù. Khi Hoàng Vũ cố gắng liên lạc với Diệp Yên, người phụ nữ suýt trở thành con dâu của hắn, hắn nhận thấy mong muốn trả thù của Diệp Yên không hề nhỏ hơn hắn. Diệp Yên đồng dạng hận không thể đem Sở Trờ băm thây vạn đoạn. Sau khi cả hai hợp mưu, mục tiêu đầu tiên rơi vào Vĩnh Dạ. Nếu họ có thể mời cường giả từ địa hạ quyền quán đến để đối phó với Sở Trần, hoặc thậm chí khiến Sở Trần trực tiếp biến mất khỏi thế giới này, dù trả bất kể giá nào, bọn họ cũng trả. Đáp án của Vĩnh Dạ chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm. 5 năm 9 tháng, tổng giải thưởng đã tích lũy đã lên hơn 10 triệu, ai mà không thèm muốn số tiền này. Hoàng Vũ nói, nhưng không ai có bản lĩnh lấy số tiền này từ, đáp án, đáng tiếc ta không mang theo tiền. Không thì ta có thể đặt cược 100 triệu cho, đáp án. Diệp Yên liếc nhìn Hoàng Vũ, rồi mắt cô nhìn lên lôi đài. Một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đeo chiếc mặt nạ màu đen lạnh lùng, từng bước bước lên lôi đài, mỗi bước đi đều kèm theo những tiếng hò hét. Đáp án, Lương Xuyên cũng nhìn đáp án xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù đối phương còn chưa ra tay,
nhưng động tác bạo ngược lộ ra trong cử chỉ của anh ta khiến cho một số người cảm thấy ngột ngạt. Xong, đổ xuống sông xuống biển rồi. Lương Xuyên không còn ôm hy vọng gì nữa, tự lẩm bẩm một mình, hắn đã nhìn thấy Sở Trần ở đối diện lôi đài, so với, đáp án, dáng vẻ Sở Trần nhẹ nhàng tao nhã, mặc một bộ đồ thoải mái, tạo cảm giác học giả đến nhầm trường quay. Liền như thế này, người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên cười ra vẻ tự tin, chắc chắn rồi. Những tiếng nói xung quanh dần dần im bặt, dù còn cách xa lôi đài mấy mét, nhưng mọi người đều háo hức trận chiến giữa cả hai. Gần đây càng ngày càng ít người khiêu chiến, đáp án, hy vọng Sở Trần này có thể kiên trì lâu hơn một chút, để chúng ta chiêm ngưỡng thật tốt phong thái của, đáp án. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trong vòng 5 phút, trận chiến chắc chắn sẽ kết thúc. Trên tầng 2, trong một gian phòng, vài người trung niên đang ngồi trên sofa, ánh mắt của họ có thể NSLN thấy tình hình của lôi đài qua cửa sổ kính. Giang Tổng, anh cũng sẽ không nghĩ tới sau khi bàn khẩu mở ra, lại có người đặt cược cho Sở Trần thăng đi. Một người đàn ông trung niên mỉm cười nói, thần sắc mang theo vẻ trêu chọc, đây là con gái tới phá nhà của cha sao. Người được gọi là Giang Tổng là một người đàn ông trung niên mập mạp tên Giang Thần, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Quang Minh và là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ. Nghe vậy, Giang Thần bất lực lắc đầu, ánh đào không biết bàn khẩu là tôi mở, làm sao có thể gọi là cố ý hủy nhà của tôi. Tôi rất tò mò. Giang Tổng thật sự cho rằng Sở Trần có thể đánh bại, đáp án, sao? Một người trong số họ hỏi lại, có lẽ có cái xác suất như vậy. Giang Thần nói, chỉ cần có dấu vết không chắc chắn, bàn khẩu thắng bại sẽ được mở ra. Nhưng sự bất định của Sở Trần, tôi thật sự nhìn không ra. Các người không để ý đến những người đi cùng Sở Trần sao? Giang Thần cười, Ninh Tử Châu, nhân tài mới nổi của nhà họ Ninh, tôi nghĩ, các người vẫn chưa quên thân phận của, đáp án, đi. Trong lòng của mọi người bỗng run lên cùng một lúc, bọn họ đều là cao tầng của Vĩnh Dạ, bọn họ đương nhiên biết về thỏa thuận mà Vĩnh Dạ và Ninh Gia đã ký với nhau cách đây 5 năm 9 tháng. Nhiều năm qua, Ninh Tử Châu này chưa bao giờ từ bỏ việc đánh bại Yêu Đáp Andren lôi đài, cuối cùng cậu ta đều thất bại. Giang Thần nói, đây là người mà cậu ta mời trở lại sau nửa năm, điều đó cho thấy cậu ta vẫn còn nuôi hy vọng trong lòng, đây là một trong những nhân tố không xác định. Thứ hai, thân phận của Sở Trần, hắn thân là con rể Tống gia ở Thiền Thành, lại có thể liên hợp 9 nhà lớn bao gồm cả Ninh gia vây quét và chặn áp Hoàng gia. Loại thù bút nãy, không phải một người có thân phận ở rể có thể làm được, cho nên, phía sau Sở Trần nhất định phải có tầng thân phận mà chúng ta không biết, mà tầng thân phận này chính là yếu tố không xác định thứ hai. Mấy người trung niên cũng nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, một người trong đó cảm thán, so với, đáp án. Điểm yếu nhất của Sở Trần là cậu ta nhỏ hơn 6 tuổi so với, đáp án, mà, đáp án, những năm này, rèn luyện trong Vĩnh Dạ của chúng ta, kinh nghiệm trận mạc này ngàn vàng khó mua. Cho nên xét đến cùng, nhân tố không xác định từ đầu đến cuối chỉ là một chút xíu không xác định nhân tố thôi. Một người vừa cười vừa nói, bằng không, Giang Tổng sẽ không đưa ra tỷ lệ đặt cược cao nhất cùng thấp nhất trong Vĩnh Dạ như đờ. Giang Thần cười không nói gì. Trong đầu ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ, vạn nhất Sở Trần thắng, số tiền cược 50 vạn của Giang Ánh Đào sẽ được nhân lẽn gấp 50 lần thành 25 triệu, cô ấy có bị tính là gian lận không? Giang Thần lắc đầu, đem cái ý nghĩa chết tiệt này ra khỏi đầu. Tỷ lệ ăn 50 lần bị lật bàn, không tồn tại, trên lôi đài, Sở Trần và, đáp án, nhìn nhau. Trong đầu Sở Trần hiện lên tới cả tư liệu về đáp án, Ninh Tử Mặc mà Ninh Tử Châu đã cung cấp. 5 năm 9 tháng, Sở Trờ vừa định cảm thán, cùng Ninh Tử Mặc giao lưu vài câu. Còn 30 giây nữa là trận đấu trên lôi đài chính thức bắt đầu. Mặt nạ trên mặt Ninh Tử Mặc rất lạnh, giọng nói của anh ta càng thêm băng lãnh hơn, vừa mở miệng đã mang đến cho người ta cảm giác cự tuyệt. Sở Trần lông mày nhướng lên, anh không tò mò tại sao tôi lại khiêu chiến với anh sao? Ninh Tử Mặc không có đáp lại, mặt nạ lạnh lùng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt như muốn đóng băng linh hồn. Hắn chỉ chờ thời gian đến, đánh bại đối thủ, sau đó quay lại chỗ cũ. Sở Trần không để ý đến thái độ của Ninh Tử Mặc, nói tiếp, trước khi nhìn thấy anh, tôi rất tò mò, anh là người như thế nào, làm việc sao lại cố chấp như vậy? Một loại không cam lòng, một loại trầm luân, hay là, trong đáy lòng anh vẫn còn một tia hy vọng, chờ mong, người mà anh đã chờ đợi hơn 5 năm. Đôi mắt Ninh Tử Mặc đột nhiên nổ bắn ra tia sáng vô cùng rét lạnh, khí thế trên người thả ra ngoài. Tập trung vào Sở Trần, giống như mãnh hổ, ngươi là ai? Nếu anh không nói,
Tôi còn tưởng anh bị câm điếc. Sở Trần cười, tên tôi là Sở Trần, Tiểu Châu đang nhìn anh từ trên cao. Nghe vậy, sắc lạnh trong mắt Ninh Tử Mặc chợt lóe lên, sau đó mở đi rất nhiều. Hắn đã hiểu rõ thân phận của Sở Trần, một người khác do Tiểu Châu mời tới. Ninh Tử Mặc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhiều năm qua, hắn đã đánh bại rất nhiều người do Ninh Tử Châu mời tới, nhưng đứa em ngốc nghếch này, tại sao còn chưa từ bỏ? Trong căn phòng trên tầng 2, trong lòng Ninh Tử Châu lúc này cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào lôi đài, Sở Trần đang nói gì với đại ca? Hai người trên lôi đài nói chuyện không lớn, ngay cả khán giả ngồi gần nhất với bọn họ cũng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Tính thời gian đã bắt đầu, tại sao, đáp án, chưa xuất thủ? Người đàn ông hơi sững sờ, tôi chưa từng nghe nói, đáp án, trò chuyện phiếm với người trên lôi đài. Người vẫn lên nhận thua đi. Ninh Tử Mặc lạnh nhạt nói, quay lại nói với Tiêu Châu, nói nó đừng lãng phí tiền nữa. Sở Trần cười, anh chắc mình có thể đánh bại tôi sao? Đồng tử của Ninh Tử Mặc co rủ lại, nhìn chằm chằm Sở Trần. Anh có giảm cùng tôi đánh cược không? Sở Trần nói, tôi cùng NH đánh một trận, nếu thắng, anh nói cho tôi biết anh đã xảy ra chuyện gì, không phải vì cái gì khác, chỉ là vì tò mò thôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ thuyết phục Ninh Tử Châu, từ giờ cậu ta sẽ không tìm người khiêu chiến anh ở Vĩnh Dạ nữa. Ninh Tử Mặc trầm mặc một lúc, anh có thể thuyết phục Tiểu Châu được sao? Nhân tiện, tôi quên giới thiệu bản thân một chút. Tôi là đệ tử của Ninh Lão Tiên. Sở Trần cười nói, dựa theo bối phận, Tiêu Châu vẫn luôn gọi tôi là Sở Thúc. Sở Trần dừng một chút nhìn Ninh Tử Mặc, cậu cũng nên như thế, gọi tôi là Sở Thúc. Khán giả trong phòng dần trở nên kích động. Đã một phút trôi qua kể từ lúc cuộc chiến trên lôi đài được bắt đầu, nhưng, đáp án cùng Sở Trần vẫn chưa có dấu hiệu xuất thủ. Bọn họ còn đang nói chuyện gì vậy? Người bên cạnh Lương Xuyên hoàn toàn ngẩn ra, vẻ mặt đau khổ. Nếu, đáp án, nói chuyện phiếm với Sở Trần trong 10 phút, 10 vạn đồng của anh ta sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển. Tôi từng chứng kiến không dưới 10 trận đánh của, đáp án, phong cách của anh ta là mạnh mẽ vang dội, gọn gàng linh hoạt, ngay đầu trận, anh ta sẽ ra tay hạ gục đối phương rồi bỏ đi, chưa bao giờ anh ta lại dây dưa dài dòng như hôm nay. Đáp án, có người trong gian phòng hô vang tên, đáp án, Ninh Tử Mặc cũng định thần lại, sững sờ một lúc. Hắn cũng nhận thấy hôm nay hình như mình nói nhiều hơn bình thường. Ninh Tử Mặc lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Trần. Sở Thúc, trong lòng Ninh Tử Mặc, hắn thậm chí còn bài xích danh hiệu này hơn cả Ninh Tử Châu. Hắn đã thủ lôi đài này hơn 5 năm, mặc kệ bất cứ lý do gì, hắn chính là bá chủ của Vĩnh Dạ. Tên ngốc trước mặt này, chỉ mới 23 tuổi, dựa vào thân phận là đệ tử của lão gia tử, muốn hắn gọi là Sở Thúc sao? Được rồi, tôi đáp ứng cậu. Ninh Tử Mặc không muốn nói thêm gì với Sở Trần, hắn không thể thua được, càng không thể rời khỏi Vĩnh Dạ thế này. Tới đi, đôi mắt Ninh Tử Mặc chuôn ra chiến ý, khi Sở Trần nhắc đến hắn là đệ tử của Ninh Lão Tiên, Ninh Tử Mặc liền thu hồi suy nghĩ khinh thường Sở Trần. Dựa theo bối phận, Tiểu Mặc, cậu lên trước. Sở Trần đưa tay, thân sắc của Ninh Tử Mặc co giật, Tiểu Mặc, tên ngốc này tự huyễn còn rất mạnh. Ninh Tử Mặc truy quyền mà ra, một quyền vô cùng đơn giản. Đánh thẳng vào mặt Sở Trần. Cuối cùng thì cũng đánh. Người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên liếc mắt nhìn thời gian, thở phào nhẹ nhõm, phần còn chưa muộn, đáp án, vừa ra tay đã hung ác tàn nhẫn như vậy, khẳng định vừa rồi đối phương hẳn là đã chọc giận, đáp án, rồi. Ánh mắt mọi người đã được tập trung ngay lập tức, Ninh Tử Châu vô ý thức siết chặt tay, thần kinh căng thẳng. Liệu Sở Trần có cơ hội đánh bại đại ca hay không? Trọng yếu nhất là phải xem Sở Trần có thể chịu được đòn tấn công của đại ca trong 10 phút đầu hay không. Trong mắt Sở Trần cũng lộ ra chiến ý. Từ lúc Ninh Tử Mặc tung quyền, Sở Trần liền cảm nhận được, thực lực của Ninh Tử Mặc, giống như hắn, đã ở ranh giới vào tiên thiên. Chỉ kém một bước, liền có thể bước vào cảnh giới võ giả tiên thiên. Từ lúc thoát khỏi trấn hồn phù, Sở Trần chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy, mà kinh nghiệm chiến đấu của Ninh Tử Mặc người bình thường không thể so sánh. Chỉ trong phút chốc, Sở Trờ đã coi Ninh Tử Mặc như một đối thủ ngang tầm. Chỉ đơn giản một quyền như thế, che giấu không dưới 10 lần biến hóa, chỉ cần Sở Trần rơi vào bất kỳ cái biến hóa nào, liền sẽ gặp phải công kích liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác, thế công như thủy triều. Thật không hổ là chiến thần nơ đáp án. Sở Trần sử dụng kỳ lân bộ pháp, thân ảnh như gió, không có trực tiếp đón lấy một quyền này của Ninh Tử Mặc, mà bên cạnh bước di chuyển, hát trở tay khởi xướng công kích Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc liền giật mình,
hắn không tin rằng gia hỏa trẻ tuổi như vậy lại có thể nhìn thấu một quyền nhiều biến hóa của mình trong nháy mắt, lựa chọn phương thức phá giải dễ dàng nhất, hóa giải nguy cơ. Nhưng quyền của Sở chờ đến cũng rất dữ dội, trong phút chốc, lực lượng bát hưởng như sấm nổ vang vọng khắp gian phòng, tạo cho người ta cảm giác tràn đầy uy lực. Bành, suy nghĩ của Ninh Tử Mặc nhanh chóng xoay chuyển, lấy quyền của mình hóa giải đòn tấn công của Sở Trần. Một kích này, chiến ý trong mắt Ninh Tử Mặc càng trở nên nồng đậm, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua tuổi tác của Sở Trần. Ở trước mặt hắn, khả năng nắm bắt những biến hóa vi diệu trên chiến trường của Sở Trần cũng không kém hắn. Không hổ là đồ đệ của lão gia tử. Ninh Tử Mặc từ xa xông lên, tới đánh một trận thống khoái nào. Đánh một trận, Sở Trần khi nghe được ba chữ này liền cảm thấy khá thú vị. 5 năm qua, vị đại thiếu gia nhà họ Ninh trước mặt này có lẽ đã kìm hãm không ít thứ đi. Hắn cần phát tiết bằng một trận chiến thực sự. Phụng bồi cậu đến cùng. Sở Trần cười đắc ý, huy quyền nghênh tiếp. Lần này, Sở Trần trực tiếp coi nhẹ những cú gia quyền ẩn chứa biến hóa của Ninh Tử Mặc. Một quyền đối chiến, Sở Trần tìm trong sự biến hóa đó điểm đột phá. Mặc cho Ninh Tử Mặc thiên biến vạn hóa, Sở Trần gặp chiêu phá chiêu. Trên lôi đài, hai bóng người quyền va quyền, tạo cho người ta một tác động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Trong phòng, Ninh Tử Châu đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, nhất thời không kìm được kích động, giọng nói run run, Sở Thúc. Sở Thúc thật lợi hại, ánh mắt Tống Nhan một mực đặt trên người Sở Trần, từ khi hắn tỉnh lại, hắn chưa từng làm chuyện gì không chắc chắn, nhưng hôm nay, cục diện này, dường như cả hai bên đều có cơ hội thắng. Một gian phòng khác, Hoàng Vũ nắm chặt tay, vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào lôi đài. Sở Trần làm sao có thể ăn miếng trả miếng với, đáp án, như vậy. Vừa rồi bọn họ nói chuyện lâu như vậy, hẳn là đánh quyền giả. Ánh mắt Diệp Yên bất định, thực lực của Sở Trần, một lần nữa làm mới nhận thức của cô. Khán giả phía dưới sân khấu hoàn toàn choáng váng. Ông trời của ta đang nhìn thấy gì thế này? Lại có người có thể cường thế đấu với, đáp án. Người cuối cùng cường đấu với, đáp án, là 2 năm trước, lúc ấy chỉ sau 3 quyền. Đáp án, đã đánh bay người đó khỏi lôi đài. Nhưng bây giờ, Sở Trần cùng, đáp án, đã đối nhau hơn 10 chiêu đi. Sử Trần, 23 tuổi, tông sư quyền thủ trẻ nhất tỉnh Quảng Đông, trời ơi, tôi không bao giờ dám tin một người như vậy có thể đánh ngang tay với, đáp án. Không tin TSL làm gì được, hiện tại Sở Trần vẫn chưa có biểu hiện thất bại đâu, từ nay về sau, ta sẽ là fan cuồng của Sở Trần. Hai tay Lương Xuyên âm thầm run lên. Hai mắt sáng rực, vô cùng kích động nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên lôi đài. Hai người đều thẳng thắn thoải mái, quyền cước đối oanh, khí thế bàng bạc. Ít nhất từ tình huống hiện tại, Sở Trần có cơ hội chiến thắng. Lương Xuyên kìm nén ý muốn hô to cổ vũ Sở Trần, trong lòng vô cùng hưng phấn, nếu cuối cùng Sở Trần thắng, 5.000 của hắn sẽ trở thành 25 vạn, tuy không phải là số tiền quá lớn nhưng cược tỷ lệ ăn thua là 1:50. Sự kiêu ngạo trong lòng không phải 25 vạn có thể so sánh được. Lúc này, người đàn ông bên cạnh Lương Xuyên có chút căng thẳng, anh ta liếc nhìn thời gian, đã 5 phút trôi qua kể từ trận chiến trên lôi đài bắt đầu. Cược kết thúc trận chiến trong vòng 5 phút sẽ bị hủy. Người đàn ông liếc nhìn Lương Xuyên gượng cười, không sao đâu, giữ chặt, anh nhìn hai người bọn họ tấn công nhau rất thoải mái và dữ dội, trận chiến sẽ sớm kết thúc, chúng ta vẫn có thể chiến thắng. Lương Xuyên gật đầu không ngừng. Đối với hắn mà nói, mấy phút kết thúc chiến đấu căn bản không trọng yếu chính là, Sở Trần phải thắng a. Oanh, 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 trên lôi đài truyền đến thanh âm cường thế đối oanh, khiến người ta có cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Gian phòng bên trên, Giang Thần tưởng tượng một chút, nếu có bất cứ quyền nào đáp xuống mình. Giang Thần cúi gằm mặt, bất giác dùng mình một cái. Chắc chắn thân xác trăm cân thịt mỡ của ông ta không thể chịu nổi dù chỉ một giây. Rung động lòng người, trước khi trận đấu bắt đầu, không ai có thể tưởng tượng được, sẽ là cảnh tượng trước mắt, cho dù là người mở ra bàn khẩu thắng bại Giang Thần. Giang Thần mở ra bàn khẩu thắng bại, chẳng qua là bởi vì tiềm ẩn yếu tố không xác định, hoàn toàn không ngờ được, Sở Trần lại có thể đánh ngang tay với, đáp án. Hắn bất quá mới 23 tuổi, có người bên cạnh Giang Thần cảm thán một tiếng, Giang Thần lúc này cũng tỉnh táo lại, đồng tử trợn to. 23 tuổi. Tông sư trẻ tuổi nhất tỉnh Quảng Đông, vốn cho Giang chỉ là thiên phú chắc tuyệt, nhưng từ những gì đang diễn ra, gia hỏa này thậm chí còn có kinh nghiệm trận mạc không thua gì, đáp án, thế nhưng. Cậu ta không phải chỉ là một tên đần ở rể Tống gia tại Thiền Thành trong năm làm sao? Giang Thần hoàn toàn mơ hồ,
chẳng lẽ kinh nghiệm chiến đấu cũng là tài năng bẩm sinh? Điều này hoàn toàn vượt xa nhận biết của Giang Thần. Ông ta là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ, bởi vì Vĩnh Dạ nằm dưới tòa nhà Quảng Minh, so với các cổ đông khác, Giang Thần xuất hiện ở Vĩnh Dạ càng thường xuyên hơn. Giang Thần đã từng chứng kiến vô số quyền thủ thiên phú tuyệt luân, nhưng cho tới giờ chưa từng có ai có thể so sánh với Sở Trần trước mặt. Giang tiểu thư đặt cược 50 vạn, mua Sở Trần thắng. Một giọng nói đột nhiên vang lên, nhắc nhở Giang Thần. Giang Thần khóe miệng bất giác co giật dữ dội. 50 vạn, gấp 50 lần tỷ lệ cược. Trong trường hợp Sở Trần thắng, Giang Ánh Đào sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù đối với Vĩnh Dạ hơn 20 triệu không tính là gì, nhưng chưa bao giờ có một trận chiến nào lại bị tổn thất lớn như vậy. Cục diện trước mắt chỉ là ngang ngửa, Sở Trần cũng chưa chắc hạ được đáp án. Giang Thần cân nhắc một hồi, sau đó nói, tuy nhiên, cần phải thông báo tình hình cho Ninh gia. Tôi sẽ đi làm, một người rời khỏi gian phòng. Giang Tổng, người đàn ông ngồi đối diện với Giang Thần thận trọng nói, tôi có chút tò mò, tại sao Giang tiểu thư lại đặt cược cho Sở Trần thắng. Hơn nữa còn trực tiếp áp chú 50 vạn. Giang Thần nhìn người này một chút, thần sắc toát ra ý tứ cao thâm khó dò, ánh mắt lần nữa rơi vào lôi đài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.